Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, dưới chân núi, Thủy Thanh Hà toàn thân rách dưới, bị giao long do lôi đình kiếm khí biến thành quấy cho mình đầy thương tích, lại ngã xuống từ trên không trung khiến người y bầm tím một mảng. Y phải ngồi nghỉ một lát rồi mới có thể dễ dụa đứng lên được. Chỉ hai tháng ngắn ngủi mà ngươi đã mạnh tới mức này rồi sao? Trung sơn thí, trung nhạc. Nếu luận tu vi, ta không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng thực lực cao thấp của một người không chỉ dựa vào tu vi của mình. Thủy Thanh Hà nhìn lên đỉnh núi xa xa, rung bộ quần áo, bỗng tiếng đinh đinh vang lên, chỉ thấy những chiếc ngân kiếm to chỉ bằng ngân châm xuất hiện. Những chiếc ngân kiếm này dài có 4 tấc, có mũi kiếm và chui kiếm, trông cực kỳ nhỏ bé. Chỉ có thể thấy được những ngân quang nhỏ xíu khi chúng ở trên không trung, rất khó để phát hiện. Ngân kiếm có tất cả 8 cái, là hồn binh của y. Vừa rồi y trở tay không kịp nên bị Trung Nhạc đánh rớt khỏi đài cao, thậm chí còn chưa kịp động tới hồn binh của mình. 8 cái hồn binh không phải dễ mà có được, là do trưởng lão của Thủy Đồ Thị là Thủy Tử An mất mấy tháng gian khổ mới luyện ra được. Khắc lên đó 8 loại đồ đằng, phải nói là cực kỳ chân quý. Bộ hồn binh này có tên là Bát Chân Kiếm. Lúc trước đệ tử Thủy Đồ Thị bái nhập kiếm môn, Thủy Tử An lệnh cho những đệ tử này tỉ thí, kẻ mạnh nhất mới được bộ Bát Chân Kiếm này. Thủy Thanh Hà chiến thắng những đệ tử khác cho nên giành được bộ hồn binh. Bát Chân Kiếm cực kỳ mềm, có thể giấu dưới lớp quần áo, cũng có thể giấu ở chỗ tay áo, thậm chí còn có thể bám vào những thanh hồn binh khác. Với vẻ ngoài trông không khác gì vật trang trí cả. Nhưng 8 chiếc ngân kiếm này nguy hiểm vô cùng, sau khi tế lên thì khó mà phát giác ra được chúng nó. Mà bộ hồn binh này còn có thể bố trí thành thủy kiếm trận, phối hợp với tuyệt học quan tưởng của Thủy Đồ Thị, giấu ở trong băng phách kiếm khí và thủy kiếm khí, cùng tinh thần lực biến thành sông vị thủy cuồn cuộn, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Thủy Thanh Hà vốn không hề để ý tới Trung Nhạc và những tên đệ tử khác, cho nên y mới không sử dụng bộ hồn binh này. Nào ngờ bị Trung Nhạc giơ tay đánh rớt khỏi đài, lòng nổi cơn tức giận nên định sử dụng bộ Bát Chân Kiếm để đoạt lại đài cao. Thủy Thanh Hà nhìn về đài cao trên đỉnh núi, nơi đó yên lặng vô cùng. Khác với các đỉnh núi khác, đám đệ tử thượng viện đang giao đấu ầm ĩ, thì trên đỉnh núi này chỉ với một chiêu mà Trung Nhạc đã khiến đám đệ tử khác hoàn toàn sợ hãi, không ai dám tiến lên. Những tên đệ tử đó đột nhiên rời khỏi đỉnh núi này, vội vàng chạy tới những đỉnh núi khác. Bọn họ đều cho rằng mình không thể cướp lấy đài cao từ trong tay của Trung Nhạc, cho nên quyết định bỏ qua nơi này mà qua đỉnh núi khác để cướp đài. Thủy Thanh Hà chần chừ, y cắn chặt răng rồi quay đầu bước tới một đỉnh núi khác, lòng thầm nghĩ: Trung Sơn Thị mạnh như vậy, cho dù ta có dùng Bát Chân Kiếm thắng hắn thì e rằng cũng thắng thảm, lưỡng bại câu thương. Nếu ta với hắn đánh nhau mà bị thương nặng, như vậy sẽ thua thiệt rất nhiều trong Bách Cường tỷ thí. Ta muốn cướp lấy vị trí đệ nhất thượng viện, đạt được truyền thừa tốt nhất của Linh Không Điện, không thể vì nhỏ mà mất lớn được. Qua 2 canh giờ, mãi vẫn không có ai ra khiêu chiến. Đột nhiên Trung Nhạc thấy đài cao dưới chân hắn rung rung rồi bay ra khỏi đỉnh núi, chở hắn bay xuống Ngũ Tùng Phong. Lần tỉ thí vô cấm kỵ này, một người chỉ cần bảo vệ đài cao được 2 canh giờ là coi như thắng. Có người còn nhanh hơn ta đạt được danh hiệu Bách Cường sao? Trung Nhạc nhìn quanh thì thấy lúc này đã có 5 tòa đài cao bay trở về. Trên mỗi tòa đều có một đệ tử thượng viện. Những đệ tử thượng viện đó đều đang nhìn hắn, tuy rằng mỉm cười gật đầu chào hỏi, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ cảnh giác, hiển nhiên là đã thấy cảnh hắn,
chỉ dùng một chiêu mà đánh bại Thủy Thanh Hà nên đều cho rằng hắn là kình địch. Trung Nhạc cũng gật đầu mỉm cười đáp lại, lòng thầm nghĩ: Hữu Ngô Thị, Ngô Chính Long, Đào Lâm Thị, Đào Yến Nhiên, Nam Lộc Thị, Nam Chấn, Điền Phong Thị, Điền Diên Phong, Quân Sơn Thị, Quân Thanh Nguyệt, thì ra là bọn họ. Bọn họ là đệ tử hạch tâm của thập đại thị tộc, nổi danh đã lâu rồi. Các đệ tử thượng viện khác biết bọn họ lợi hại như nào, biết là đánh sẽ không lái, nên đều tới các đỉnh núi khác tranh đoạt tài cao. Cho nên bọn họ mới thắng được nhanh như vậy. Nhưng Lê Tú Nương, Lê Sư Tỷ là đệ tử hạch tâm của Lê Sơn Thị, vì sao thì ấy còn chưa tới vậy? Hắn vừa nghĩ tới đây thì thấy một tòa đài cao bay tới. Lúc này Lê Tú Nương đang đứng trên đài, quần áo có vài chỗ rách, dung nhan có phần mệt mỏi, mái tóc rối tung, trên mặt cũng có vài vệt máu. Hẳn là nàng đã gặp phải cao thủ, phải trải qua một phen khổ chiến mới thắng được. Con nhỏ điên Ngô Phi Yến cứ nhất quyết phải đấu với ta. Còn không phải bị ta đánh bại cho đó sao? Trung sư đệ, xem ra hai ta sẽ gặp nhau trong Bách Cường tỷ thí rồi. Lê Tú Nương nhìn thấy Trung Nhạc thì không hề kinh ngạc, ngược lại lại cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Nàng ta cười nói: Lần trước ta thua trong tay ngươi, lần này tới Bách Cường chiến, chúng ta nhất định phải quyết thắng thua mới được. Trung Nhạc gật đầu cười nói: Đến lúc đó mong Lê Sư Tỷ hãy nhẹ tay cho. Đám người Ngô Chính Long, Đào Yến Nhiên nghe vậy đều giật mình kinh ngạc, quay sang nhìn Trung Nhạc với ánh mắt càng thêm cảnh giác. Lê Tú Nương cũng từng thua hắn sao? Tên Trung Sơn Thị này chẳng có tiếng tăm gì cả mà lại liên tục đánh bại hai đệ tử hạch tâm của hai đại thị tộc sao? Này Trung sư đệ, ta đã vì ngươi mà chuẩn bị đòn sát thủ rồi, đến lúc đó chắc chắn ta sẽ không nương tay đâu. Lê Tú Nương chiến ý hừng hực nói: Nương tay với ngươi chính là tự rước lấy nhục, thua chóng vánh mà thôi. Không lâu sau lại có đại cao bay tới, chính là Ngô Phi Yến. Quần áo cũng rách đi đôi chỗ, trên người có nhiều vết thương, hiển nhiên là trận đấu với Lê Tú Nương khiến cho nàng ta cũng ăn không ít khổ. Hai thiếu nữ đứng trên đài cao hung tợn trừng mắt với nhau, dường như còn muốn đấu thêm trận nữa. Dần dần càng nhiều đài cao bay tới, ngoài Trung Nhạc và đệ tử hạch tâm của thập đại thị tộc ra, các đệ tử thượng viện khác có tu vi không tranh nhau là bao, cho nên chiến đấu rất là vất vả. Đài cao nhiều lần đổi chủ, khó quyết phân ra thắng thua. Đệ tử chiến thắng thường mình mẩy đầy các vết thương, đa số là thắng thảm. Trung Nhạc nhìn khắp nơi, lúc này thấy Thủy Thanh Nghiên đứng trên một tòa đài cao bay về, trên người thiếu nữ này lại chẳng có mấy vết thương. Cuộc tỷ thí này kéo dài từ sáng tới xế chiều, lại từ xế chiều tới ban đêm, có người vẫn đang chiến đấu, số đài cao còn lại cũng càng lúc càng ít, trận chiến đấu càng thêm quyết liệt. Mãi cho tới khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, trận tỷ thí Bách Cường vô cấm kỵ thế mới chấm dứt. Đỉnh Lam Nguyệt cũng nhận được danh hiệu Bách Cường, chỉ là Đào Đại Nhi thua thảm, không đạt được danh hiệu nên nàng ủ rũ không thôi, thành ra được rất nhiều nữ tử vây quanh an ủi. Thủy Thanh Hà cũng đạt được một tòa đài cao, may là không bị loại. Một vị trưởng lão đứng lên ra lệnh: Thận Long, thu thần thông, đổi sang một loại thần thông khác đi. Núi non đột nhiên biến mất, con thận long kia há miệng phun ra dòng nước vô biên vô hạn. Trong khoảnh khắc, giữa không trung như trào ra một vùng biên, trên đó có lơ lửng một tòa thành thị với những lâu đài san sát, thần miếu trùng điệp. Các người hãy uống nước, ăn cơm, chữa thương đi, một canh giờ sau Bách Cường chiến sẽ bắt đầu. Trưởng lão kia đảo mắt nhìn qua đám người Trung Nhạc một lượt rồi trầm giọng nói: Chớ có trách sao ta không cho các ngươi thời gian để nghỉ ngơi, bởi vì trong trận chiến thật sự, đối thủ sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nghỉ ngơi nào đâu. Các ngươi cũng có thể từ bỏ, dù không tham gia Bách Cường chiến thì các ngươi vẫn có thể bước vào Linh Không Điện dâng hương tính giờ nào. Không lâu sau, trong số 100 đệ tử thượng viện thì có hơn nửa là rút khỏi cuộc chiến, chỉ còn lại hơn 30 người. Những đệ tử từ bỏ là những người bị thương, có người còn bị thương rất nặng, chỉ nghỉ ngơi một canh giờ hoàn toàn là không đủ. Tốt, một canh giờ đã hết rồi. Trưởng lão kia đứng dậy hô: Mở Linh Không Điện. Rõ. Từng vị luyện khí sĩ hô lên: Mở Linh Không Điện. Trên không trung kiếm sân môn,
không khí đột nhiên dấy lên dao động dữ dội. Trước một tòa đại điện, bốn đồng nhân làm từ đồng thau cao hơn 50 trượng đột nhiên cử động, giơ tay bắt lấy những chiếc xích sắt trong không trung rồi ra sức kéo. Những tiếng lịch kịch vang lên, dường như có tiếng bánh răng khởi động. Dần dần, một cánh cửa to lớn giấu trong không trung bị kéo ra. Cánh cửa này có hình dáng như kiếm môn, cũng là một trọng địa của kiếm môn. Sau nó chính là linh không điện. Người từ bỏ cũng có thể tiến vào linh không điện. Vị trưởng lão kia nhìn một vòng rồi nói: trong linh không điện, 10 loại linh mạnh nhất đã bị phong ấn. Các loại khác thì mặc cho các ngươi cảm ứng. Cảm ứng được thì chính là luyện khí sĩ, là đệ tử nội môn của kiếm môn ta. Nếu cảm ứng không được thì chờ sang năm. Nếu đã 16 tuổi, vậy hãy thu dọn đồ đạc rời khỏi kiếm môn. Những người còn lại thì quyết đấu tìm ra thập cường. Hãy nhớ, trên mặt biển này cũng là chiến trường. Giờ thì quyết đấu bắt đầu. Đám đệ tử thượng viện trên đài cao lập tức động thân, thả người nhảy vào trong biển lớn được biến hóa ra từ tinh thần lực của Thận Long. Chân lướt mặt biển, vội vàng lao tới tòa thành trì kia. Có người đang trên đường vượt biển thì gặp phải đệ tử thượng viện khác, lập tức tiến hành một trận kịch chiến trên mặt biển, thi triển đủ loại thủ đoạn, quan tưởng thần thông dấy lên phong ba trên biển, đồ đăng trụ cắm trên biển, hồn binh bay khắp trời, qua lại nhanh như điện xẹt. Thậm chí có kẻ làm dấy lên sóng trào, gió lớn, biến ra đủ loại dị tượng. Cùng lúc đó, Trung Nhạc cũng lướt trên mặt biển, dưới chân của hắn hiện ra một con giao long nâng người hắn lên. Giao long lao đi trên biển, phóng thẳng tới tòa thành trì kia. Có hơn 30 vị luyện khí sĩ cũng đang phi hành giữa không trung, mỗi một vị theo sát một vị đệ tử thượng viện để bảo vệ, cũng là lo đánh nhau quyết liệt quá khiến cho Thận Long không kịp bảo vệ. Nếu xuất hiện tình huống ứng phó mà làm tổn thương tới tính mạng đối phương thì Thận Long chỉ cần dùng tinh thần lực là có thể cứu được đối phương. Nhưng Thận Long dẫu sao cũng có chỗ sơ sẩy, cho nên những luyện khí sĩ này theo sát đám đệ tử, thuận tay cứu những đệ tử có nguy hiểm về tính mạng. Muốn nhân lúc này mà giết Thiên Tượng Lão Mẫu là không thể. Trung Nhạc nhìn chằm chằm vào Thủy Thanh Nghiên, chỉ thấy thiếu nữ này đang điều khiển sóng cuộn lao đi với tốc độ cực nhanh. Trừ phi kiếm quang của ta đủ nhanh, nhanh đến mức cả luyện khí sĩ và Thận Long đều không kịp phản ứng được. Sao? Dầm! Mặt biển đột nhiên dâng lên, Thủy Thanh Hà hóa thân hà bá, quanh thân đầy vảy cá xuất hiện ở trước mặt Trung Nhạc, thản nhiên nói: Trung Sơn Thị, Trung Nhạc, xin mời. Thủy Thanh Hà còn chưa nói xong thì đã điều khiển lũ lụt đánh tới. Những tiếng xẹt xẹt vang lên, bát chân kiếm dung nhập vào trong nước biển quanh người y. Từng dòng băng phách kiếm khí và thủy kiếm khí trong nước biển cùng với thủy long chảy quanh, giấu đi dấu vết của bát chân kiếm. Trung Nhạc bước lên, tinh thần lực tuôn trào như biển lớn mênh mông. Lúc này cả hai tay hai chân của hắn đều có giao long quấn quanh. Hắn giơ tay đánh tan màn nước kia, đánh nát từng dòng băng phách kiếm khí, thủy kiếm khí và thủy long. Bát chân kiếm theo những bọt nước khắp trời bắn thẳng tới chỗ Trung Nhạc. Lại đúng vào lúc này, trước người Trung Nhạc xuất hiện những mảnh giao long kiếm khí thật nhỏ va chạm với bát chân kiếm, bắn ra kiếm quang khắp nơi. Kiếm khí do tinh thần lực của Trung Nhạc hóa thành chặn bát chân kiếm. Hắn từng bước bước tới chỗ Thủy Thanh Hà. Trung Nhạc nắm tay lại, giơ tay nện xuống, thân thể hà bá của Thủy Thanh Hà bị đánh cho nổ tung. Thủy Thanh Hà lòng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thì thấy một bàn tay thò xuống nắm lấy mặt của y, sau đó nhấn mạnh ra đằng sau. Ầm một tiếng, mặt biển như vang lên tiếng nổ to, sóng trào ra khắp nơi. Thủy Thanh Hà như một tảng đá nện xuống mặt biển, bị chấn động lập tức mà hôn mê. Thủy sư huynh, sao ngươi không nhớ lâu một chút đi? Trung Nhạc cất bước đi, một con giao long hiện ra dưới chân chở hắn theo gió vượt sóng, đuổi theo Thủy Thanh Nghiên, mà ở phía sau Thủy Thanh Hà nằm chống chơ ở trên mặt biển. Thủy Thanh Hà đã bị loại, không có cơ hội vào thập cường nữa rồi. Trên không trung, một vị luyện khí sĩ sử dụng tinh thần lực chỉ thấy tên Thủy Thanh Hà đang hôn mê kia từ từ bay lên, bị đưa ra khỏi vùng biển được tạo nên từ tinh thần lực này. Vị luyện khí sĩ kia nhìn theo bóng Trung Nhạc đang phi vội đi, trầm giọng nói: Trung Sơn Thị này, cho dù cả thân thể, tinh thần hay là hồn phách của y thì đều cực kỳ mạnh.
lực bộc phát ra cũng cực kỳ kinh người. Có khi hắn là kẻ che giấu sâu nhất trong đám đệ tử thượng viện. Lần này tự dưng bộc phát thực lực trong tỷ thí vô cấm kỵ, hẳn là vì muốn nổi tiếng đoạt vị trí đệ nhất rồi. Kẻ như vậy chính là nhân kiệt như Tả Tướng Sinh, Điển Diên Tông. Năm đó Tả Tướng Sinh, Điển Diên Tông chưa cảm ứng được linh mà đã tu luyện thực lực bản thân gần tới bậc luyện khí sĩ, mà Trung Sơn Thị cũng giống như bọn họ. Một vị luyện khí sĩ khác đang theo sau Trung Nhạc, cất bước đi theo Trung Nhạc ở trên không trung, thấp giọng nói: tất nhiên là còn kém linh thể trời sinh như là phương kiếm khác Phong Vô Kỵ rồi, nhưng cũng không thể coi thường. Nhưng hắn che giấu thế này mới để lộ ra thực lực, e là lại làm ta khổ rồi. Chi bằng ta cứ theo sát hắn ta, tránh cho hắn đánh nhau không tu thay lại được, mà tiêu diệt đối phương thì hỏng. Lúc trước Tả Tướng Sinh và Điền Chiên Tông cũng che giấu thực lực, mãi cho tới tỉ thí vô cấm kỵ mới đột nhiên bộc lộ, ngay tức khắc đánh bại tất cả đối thủ, giành được danh hiệu đệ nhất thượng viện, đạt được linh mạnh nhất của Linh Không Điện, từ đó đặt ra nền tảng vững chắc cho bản thân. Hai người này đều là những kẻ phong thái hơn người, tuy còn kém linh thể trời sinh như phương kiếm khác Phong Vô Kỵ, nhưng vì bọn họ có được linh mạnh nhất của Linh Không Điện, cho nên tu vi tăng tiến thần tốc, không thua đám phong kiếm khác là bao. Chẳng qua lúc ở tỉ thí vô cấm kỵ thì Tả Tướng Sinh không kịp thu tay mà giết chết đối thủ, làm dấy lên một trận phong ba không nhỏ, khiến luyện khí sĩ lúc ấy phụ trách an nguy của y và đối thủ bị liên lụy, bị trách phạt. Sau đó Tả Tướng Sinh bị phái tới ngoại môn hiệp trợ Điền Phong Thị quản lý Bích Không Đường. Chính là vì việc này, lẽ ra y sẽ được ủy thác trọng trách cao cả, trở thành đường chủ của kiếm môn, hiện giờ lại chỉ có thể phụ trách ngoại môn, dạy dỗ đám đệ tử ngoại môn. Trung Nhạc cũng nhận ra vị luyện khí sĩ đang theo sát mình ở trên không trung, hắn lập tức liên tục biến hóa thân pháp như rồng ra biển rộng, làm mưa làm gió, ấy vậy mà chẳng thế nào thoát khỏi được vị luyện khí sĩ kia. Nếu vị luyện khí sĩ này mà trông chừng ta, lại thêm cả luyện khí sĩ trông chừng Thiên Tượng Lão Mẫu kia, rồi lại còn con Thận Long kia nữa, liệu ta có thể đắc thủ dưới mắt bọn họ mà giết được Thiên Tượng Lão Mẫu không đây? Mà vị luyện khí sĩ kia lại cảm thấy khiếp sợ. Trung Nhạc tuy chưa phải là luyện khí sĩ, chưa tu thành linh, cũng chẳng được tu luyện tuyệt học cấp luyện khí sĩ, nhưng thân pháp biến hóa kia khiến ông ta ngay cả đuổi theo cũng phải cố hết sức. Giao Long ẩn giấu vực sâu, chờ đợi thời cơ, gặp sấm chớp là vươn mình, gặp phong vân là hóa rồng. Trung Sơn Thị này có xu thế hóa rồng, khiếm khuyết là cảm ứng linh. Vị luyện khí sĩ kia thầm nghĩ: Trung Sơn Thị này tích lũy thật quá dày, chỉ đợi lần bách cường này xong là sẽ hóa rồng thôi. Lúc này trên mặt biển có không ít người đụng phải nhau, chiến đấu với nhau. Kẻ tu vi thấp trên con đường chạy tới tòa thành trì trên biển kia thì đã bị loại bỏ, không có duyên với thập cường. Chỉ khiến tinh thần lực hóa hư làm thực thì chưa đủ, còn cần phải có tuyệt học cường đại để chống đỡ. Đồ đằng trụ thượng đẳng, hồn binh cũng là những thứ ắt không thể thiếu, như vậy mới có thể đặt chân lên tòa thành trì kia. Trung Nhạc chân dẫm chân Giao Long đuổi theo sau Thiên Tượng Lão Mẫu, mà Thiên Tượng Lão Mẫu thì đánh bại đối thủ, thuận lợi bước lên tòa thành trì kia. Trung Nhạc xông lên thành, chỉ thấy nơi này thần miếu san sát, cao ốc trăm ngàn như rừng rậm, đường phố giăng khắp nơi, Thiên Tượng Lão Mẫu đã biến mất không thấy đâu nữa. Tòa thành này rộng hơn 10 dặm là do Thận Long dùng tinh thần lực hóa ra, tất cả đều là như thật. Muốn ở nơi này tìm kiếm một người thì thật là rất khó. Luyện khí sĩ đi theo chúng ta, như vậy có thể theo vị trí luyện khí sĩ để tìm được kẻ khác rồi, sau đó thì đánh lén. Trung Nhạc nghĩ rồi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy luyện khí sĩ đang đứng ở không trung bên cạnh tòa thành. Mỗi người trấn thủ một phương, chứ không hề vào thành cùng đám đệ tử. Cách này không được rồi, không được rồi. Trung Nhạc chớp mắt nhìn lên trên không trung, đột nhiên hắn thấy một tên đệ tử thượng viện thi triển thần thông phi hành, dùng tinh thần lực hóa thành một con chim có sải cánh rộng mấy trượng, đưa bản thân mình lên giữa không trung tìm kiếm đối thủ. Kẻ này thật lêu. Hắn vừa nghĩ tới đây thì chợt thấy tinh thần lực trong thành trào ra, hóa thành đủ loại thần thông quan tưởng, ngư long bay múa, lơ đỉnh giật sét, sóng nước trào ra, các loại thần thông đồ đằng lao tới đánh cho tên đệ tử kia bị thương nặng. May nhờ có luyện khí sĩ bên thành ra tay cứu giúp, không thì chắc chắn kẻ này
đã bị đánh cho tan xương nát thịt rồi. Trung Nhạc nhìn thấy thần thông đồ đằng hệ thủy kia thì lập tức như một chú chim nhạn lướt qua từng thành, nhảy vào bên trong, chạy thẳng tới nơi phát ra thần thông đó. Thiên tượng lão mẫu chiếm cứ thân thể thủy sư muội, mụ vì che giấu tai mắt cho nên tất nhiên sẽ thi triển thần thông đồ đằng hệ thủy. Thủy Thanh Hà lại bị ta đánh bại, bị loại, cho nên vằn nước kia trên không trung chính là mụ ta phát ra. Hắn lao đi giữa đường phố, mà lúc này những người khác cũng đang di chuyển trong thành, cũng lần theo những thần thông vừa nãy để tìm đối thủ. Hai bên đường là những tòa nhà lầu cao tới hơn 10 trượng, trông rất khí thế. Đang lao đi thì Trung Nhạc chợt nghe một giọng nói vang lên: "Ngươi đang tìm ta ư?" Trung Nhạc dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn. Hắn lập tức thấy một thiếu nữ đứng giữa hai tòa lầu cao, dưới chân là một dây nhỏ màu sáng bạc xuyên qua hai tòa cao ốc. Thiếu nữ này đúng là Thủy Thanh Nghiên. Mụ chân trần đứng trên dây nhỏ, dùng đôi mắt trong trẻo tò mò quan sát Trung Nhạc. Ánh mắt hai người đụng nhau, Trung Nhạc bất giác sinh ra một tia hy vọng. Hắn vén tay áo để lộ ra miệng vết thương bị mãnh thú cắn khi cứu Thủy Thanh Nghiên, cười nói: "Thủy sư muội không nhận ra ta ư?" Thủy Thanh Nghiên nghiêng đầu quan sát hắn đầy thú vị, ánh mắt có phần mê man. "Người năm lần bảy lượt lộ sát ý với ta, ta muốn biết là vì sao?" Trung Nhạc không trả lời mà tiếp tục hỏi: "Thủy sư muội có nhận ra vết thương này không?" Thủy Thanh Nghiên cũng tiếp tục nói: "Ta tự thấy mình không có đắc tội với ngươi, không biết vì sao ngươi lại động sát cơ với ta như vậy." Hai người tự hỏi tự nói rồi đột nhiên im lặng. Thủy Thanh Nghiên điểm nhẹ mũi chân lên sợi chỉ bạc, cười khanh khách: "Xem ra ta với ngươi không ưa nhau, đành phải ra tay thôi." "Cẩn thận!" Tân hỏa trong thức hải Trung Nhạc vội kêu: "Thiên tượng lão mẫu động sát cơ với ngươi rồi, tất nhiên là do ngươi liên tục lộ sát ý với ả nên ả mới sinh nghi." Trung Nhạc hít một hơi thật sâu, tinh khí thần thống nhất cao độ trước nay chưa từng có. Hộp đựng long lân kiếm sau lưng cạch cạch mở ra, phát ra tiếng rồng ngâm, để lộ nửa cây long lân kiếm. Thủy Thanh Nghiên lập tức lướt xuống từ giữa không trung, chỉ thấy sợi chỉ bạc kia cuốn lấy biến thành một cái kén bạc treo trên tóc thiếu nữ. "Nhạc tiểu tử, ngươi cẩn thận lưỡi kiếm kìa." Trong giọng nói của Tân Hỏa là sự ngưng trọng trước nay chưa từng có, y hấp tấp nói: "Lưỡi kiếm này không phải là nhỏ, nếu ngươi tế hồn trong long lân kiếm thì đừng va chạm với lưỡi kiếm này, nếu không long lân kiếm của ngươi căn bản không ngăn cản được đâu, sẽ khiến hồn phách trong kiếm cũng bị chém chết mà thôi." "Sao, đây là một lưỡi kiếm ư?" Trung Nhạc nghe vậy mà giật mình, hắn quay ra nhìn chiếc kén bạc kia, kén bạc như tơ, dường như toát lên kiếm quang, đúng là một thanh kiếm, chỉ là trông nó nhỏ như tơ tằm, nhỏ hơn sợi tóc rất nhiều lần. Đây chính là tơ kiếm hay kiếm kiển. Kiếm kiển chính là do huyền ngân thượng hảo được nghiền ra rồi rèn đúc lên thanh kiếm có kích cỡ tơ tằm, lại khắc đồ đằng văn, đồng thời phải giữ được kiếm thể ở độ mềm và dai của tơ tằm. Tơ kiếm dài hơn 10 trượng là có thể vo tròn bằng đầu ngón tay. Kiếm kiển rất nhỏ, có thể thoải mái giấu đi. Phải nói đây là loại hồn binh tinh xảo vô cùng, đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm. Kiếm kiển có thể giấu trong tay, trong kẽ hở nào đó, hay trong túi áo, hoặc buộc bên hông làm trang sức, khiến người ta không để ý, không phát giác được. Bạc hồn binh như này là thứ vô cùng nguy hiểm, là nguy hiểm nhất. Lúc tế lên làm cho người ta khó lòng phát hiện, có thể thoải mái bố trí sát trận, chỉ cần không cẩn thận là đầu và thân mỗi nơi một thứ. "Ồ, nhãn lực của ngươi cũng không tệ." Thủy Thanh Nghiên nhìn thấy ánh mắt hắn, bèn xì cười rồi nói: "Đây là kiếm kiến, không ngờ ngươi lại có thể nhìn ra nó là thứ nguy hiểm, chứng tỏ ngươi không phải kẻ đơn giản gì." Mà ở bên ngoài tòa thành trì, hai vị luyện khí sĩ cũng chú ý tới nơi này. Một vị luyện khí sĩ nhìn thấy kiếm kiển trên mái tóc buông dài của Thủy Thanh Nghiên thì sắc mặt kịch biến, vội nói: "Nguy rồi, đó là kiếm kiển do trưởng lão Thủy Tử An luyện chế. Sao Thủy trưởng lão lại có thể lấy bậc cung binh như thế này ra cho đệ tử sử dụng được?" "Sao, kiếm kiển ư?" Vị luyện khí sĩ còn lại nghe vậy thì kinh hãi, toàn thân run rẩy. "Kiếm kiển trong người hung binh đó sao? Lần này thì chết người rồi, làm sao bây giờ?
còn để hai kẻ này quyết đấu nữa không đấy? 10 hung binh của kiếm môn, mỗi một cái đều đã nhuộm đẫm máu tươi. Kiếm kiển là do trưởng lão Thủy Đồ Thị Thủy Tử An luyện ra. Kiếm này nhỏ như tơ tằm, với độ dài hơn 20 trượng, vô cùng cứng cỏi, cũng rất sắc bén, và có tất cả là 64 sợi kiếm kiển. Sở dĩ nó được gọi là hung binh là vì lúc còn trẻ, khi du lịch bên ngoài đại hoang, Thủy Tử An bị kẻ địch phục kích, y đã dùng 64 sợi kiếm kiển này tạo lên một tòa kiếm trận, diệt sạch mấy trăm tên kẻ địch kia. Cả mấy trăm người nát thành những mảnh vụn, không thể tìm thấy thi thể nào hoàn chỉnh cả. Sau khi Thủy Tử An luyện thành kiếm khí, loại hồn binh kiếm kiển này đã không còn mấy tác dụng với y, bởi nó chẳng bằng kiếm khí của y, nên y đã bỏ qua một bên, không dùng tới nữa. Đối với trưởng lão cấp bậc luyện khí sĩ thì hồn binh đã chẳng còn mấy tác dụng. Rất nhiều trưởng lão kiếm môn đã niêm phong hồn binh của mình rồi cất vào trong kho. Theo nhận xét của các trưởng lão kiếm môn, đối với những hồn binh mà các đời đại trưởng lão từng dùng qua, thì kiếm kiển này đứng trong 10 hung binh là loại hồn binh có sát tính nặng nhất. Kiếm kiển của Thủy Thanh Nghiên tuy chỉ có một, nhưng dù là một thì giết người cũng dễ dàng như cắt cỏ vậy. Khi nó đã hung, đã giết ai, e là cả luyện khí sĩ hay Thận Long cũng chẳng kịp ra tay ứng cứu. Huỳnh đi báo trưởng lão đi, ta ở lại đây. Trong hai vị luyện khí sĩ, một người lập tức phi thân đi, người còn lại thì đầy khẩn trương trông chừng Trung Nhạc và Thủy Thanh Nghiên, thầm khẩn cầu hai người đừng ra tay đánh nhau. Keng một tiếng kiếm thanh thúy vang lên, Long Lân kiếm lại rơi vào trong hộp kiếm sau lưng Trung Nhạc. Hắn ra chân với một con dao long quấn quanh, quét ngang một cây cột trụ của tòa thành. Dầm một tiếng, cây cột bị hắn giơ chân quét gãy. Trung Nhạc giơ tay ôm lấy cột đá to bằng một người, dài hơn 10 trượng, rồi trầm giọng nói: "Mày, hai người này động thủ rồi, hai người này động thủ rồi." Lúc bấy giờ, luyện khí sĩ kia âm thầm kêu khổ, nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy trong tòa thành trì này cũng có đệ tử thượng viện khác đang giao thủ, để cho luyện khí sĩ khác không thể đến trợ giúp mình, chỉ có thể kiên trì nhìn Trung Nhạc cùng Thủy Thanh Nghiên chiến đấu. Ở phía dưới, ở trong thành trì, thiếu niên thiếu nữ vừa mới giao thủ thì là Hiểm Hiểm sinh ra, nhìn mà luyện khí sĩ kia hãi hùng khiếp vía. Trung Nhạc một chân quét đoạn cột đá, vậy mà không lấy cột đá dài đến hơn 10 trượng kia làm vũ khí cận chiến, mà coi là thương ném. Xoẹt một tiếng, cột đá bị hắn dùng sức ném ra. Cột đá bay ra, chất chứa vạn quân lực, lúc phi hành mang theo tiếng gió ép tới bằng tai người, không ngừng chấn động, cơ hồ muốn nổ bung, như thiểm điện vọt tới Thủy Thanh Nghiên. Thủy Long xoắn, ống tay áo của Thủy Thanh Nghiên phất phới, tinh thần lực tuôn ra hóa thành lũ lụt, thủy thế khẽ động liền hóa thành ba con rồng nước xanh thẳm. Ba con rồng nước quấy thành bánh quay trèo, đầu rồng hứng cột đá xoay tròn. Âm thanh chói tai lập tức truyền ra, loạn thạch bay tứ toán. Cột đá chất chứa vạn quân lực nghiền áp mà đến, lại bị dòng nước xoắn tái, trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn. Rầm rầm rầm, mặt đất nổ tung, tất cả dòng nước từ lòng đất ầm ầm bay ra, dương nanh múa vuốt hung hăng đập xuống Trung Nhạc. Trung Nhạc phi tốc lui về phía sau. Phía trước, chỗ dòng nước tấn công, loạn thạch bay tán loạn, mặt đường bị đánh ra mấy cái hố lớn. Những con dòng nước kia vặn thành một cỗ, không ngừng chuyển động, một kích không trúng liền xoay tròn chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất lưu lại một cửa động thật lớn, thật sâu. Sau một khắc, ba đầu giao long chui phá mặt đất bay lên trời, đánh giết Trung Nhạc. Thủy Đồ Thị, Thủy Long Quan Tướng, Tuyệt Sát Chân Truyền. Trong nội tâm của luyện khí sĩ kia không khỏi cả kinh, có thể được chân truyền đều là thế hệ thiên tư hơn người, không nghĩ đến Thủy Thanh Nghiên này không có danh tiếng gì, rõ ràng cũng đã nhận được chân truyền, đem Thủy Long Quan Tưởng Tuyệt Sát tu luyện đến xuất thần nhập hóa. Thủy Long của Thủy Thanh Nghiên đã diễn sinh ra da, thịt, gân, cốt, màng, huyết, tinh khí thần cũng giống như đúc vậy, tinh thần lực cũng đạt tới hóa hư vi thực, hóa thành giao long thiên biến vạn hóa, xuất kỳ nhập thần. Mà tu vi thực lực bậc này đặt ở trong các đệ tử thượng viện chắc chắn tiến vào thập cường. Mà Trung Nhạc đang không ngừng lui về phía sau, mười ngón nhảy lên bất định, một ngón tay đón lấy một ngón tay bắn ra. Mỗi lần bắn ra một ngón, liền thấy tinh thần lực khởi động, lôi đỉnh hóa dòng bay ra, du long tinh tế xuyên qua dòng nước bước thẳng đến Thủy Thanh Nghiên. Những du long lôi đỉnh này
nhìn như lôi đình, nhìn như sao long, nhưng kỳ thực là tinh thần lực của hắn biến thành kiếm khí, chất chứa lôi đình chi lực, giao long chi lực. Ở trong đó, đạt được chân truyền chỉ có bôn lôi kiếm quyết. Uy lực của bôn lôi kiếm quyết nếu so với thủy long quan tưởng tuyệt sát thì thua kém rất nhiều. Thế nhưng mà phụ dùng giao long chi lực lại dùng tự tại đại kiếm khí đồ đằng, kiếm vân làm hạch tâm, một mảnh giao long lôi đình dài hẹp kia uy lực đã không kém hơn hồn binh. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Trung Nhạc tao ngộ Thủy Thanh Hà dùng lôi đình giao long biến thành kiếm khí trực tiếp phá vỡ bát chân kiếm của đối phương. Giao long kiếm khí của Trung Nhạc càng kinh người, như thiểm điện lướt qua, trong khoảnh khắc liền xuyên qua dòng nước trùng trùng điệp điệp vây quét, xông đến bên cạnh Thủy Thanh Nghiên. Kiếm khí hình rồng tung hoành cắt phá, đâm chọc bôi cưa, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Lại vào lúc này, chỉ thấy trước thân thể của Thủy Thanh Nghiên đột nhiên hiện ra từng tấm chắn, ngăn cản đạo đạo kiếm khí hình rồng công kích tới. Kiếm khí hình rồng cùng thủy thuẫn va chạm, chỉ thấy gợn nước khởi động, đằng vân trên tấm chắn đều bị chặt đứt, lại thủy chung không cách nào đánh vào phòng ngự của nàng. Răng rắc một tiếng, khi Trung Nhạc lui về phía sau, hai chân như là đại đao quét liên tục, một cột đá bị quét gãy, hắn đưa tay vỗ, cột đá bay lên nhắm hướng Thủy Thanh Nghiên, vù vù tiếng gió, thậm chí chấn cửa sổ lầu các bị nghiền nát. Cũng may, hết thảy kiến trúc trong thành đều là thật long tinh thần lực hiển hóa mà thành, không phải là thực tế. Nếu là thực tế mà nói, chỉ sợ thiếu niên cùng thiếu nữ kia giao thủ ngắn ngủi một cái chớp mắt thôi liền phá hủy nửa con đường. Cái tấm chắn kia vậy mà cũng là chân truyền sao? Trên không trung, vị luyện khí sĩ quan chiến kia kinh hô một tiếng, nhìn chằm chằm tấm chắn của Thủy Thanh Nghiên, trong nội tâm chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Tấm chắn này cũng là tuyệt học của Thủy Đồ Thị Quan Tưởng, là một môn thần thông thủy hệ tên là Ba Luân Thuẫn Quan Tưởng Bí Quyết. Thủy Thanh Nghiên bất quá là tiểu nữ hài tiến vào thượng viện, trở thành đệ tử thượng viện chưa tới nửa năm, vậy mà tu thành hai loại tuyệt học chân truyền, hơn nữa có được Thủy Đồ Thị trưởng lão Thủy Tử An kiếm kiển, lập tức để cho hắn ý thức được chỉ sợ Thủy Thanh Hà không phải đệ tử hạch tâm của Thủy Đồ Thị, mà chính là thiếu nữ này. Chẳng lẽ cô gái này là trời sinh linh thể? Nếu không tu vi, há có thể tiến bộ thần tốc như vậy? Cũng không đúng, nếu cô gái này trời sinh linh thể, giờ phút này đã là luyện khí sĩ rồi. Trong nội tâm của luyện khí sĩ kia nghi hoặc, đột nhiên trong nội tâm Trung Nhạc cảnh giác, dưới chân lập tức bắn ra, cao cao bay lên. Ngay lúc này, chỉ thấy dưới chân của hắn nổ bung, một đóa hoa sen từ lòng đất chu lên, thủy liên mạnh mẽ tách ra, nhị hoa như kiếm, từng đạo kiếm khí đốt đốt bắn về phía Trung Nhạc ở giữa không trung. Cùng lúc đó, lại nghe được từng tiếng bạo nổ, chỉ thấy trên đường, mặt đất không ngừng run run, nhiều đóa thủy liên từ lòng đất chui ra, liên tiếp nở rộ, mặt đường phủ kín hoa sen màu hồng phấn, nhị hoa kích xạ, thủy kiếm khí lập tức bao phủ cả không trung. Thủy liên kiếm khí chân truyền, lại là một loại chân truyền sao? Vị luyện khí sĩ trên không trung kia nhịn không được mà kinh hô. Thiếu nữ Thủy Đồ Thị này, cho dù không sử dụng 10 hung binh, cũng tuyệt đối có thể trở thành thượng viện đệ nhất nhân rồi. Mặt đường liên tiếp tách ra, nhị hoa hóa kiếm bay lên không trung chém giết, làm cho người ta rung động không gì so sánh nổi. Mà lúc này, thân hình của Trung Nhạc như du long ở giữa không trung du động, rơi vào trên một tòa nhà 9 tầng. Tâm niệm của hắn khẽ động, tinh thần lực bắn ra, hóa thành hơn 10 đạo du long thật nhỏ va chạm cùng thủy kiếm khí đầy trời. Thủy kiếm khí nghiền nát, không trung phẳng phất nổi lên mưa nhỏ. Dưới chân Thủy Thanh Nghiên khẽ động, dưới chân tự động có nước gợn tuôn ra, hóa thành đầu sóng nâng nàng lên, càng ngày càng cao, bước chân lại động, cũng đã rơi vào trên tòa nhà cùng Trung Nhạc mà đối xứng. Luân ba thuẫn thỉnh thoảng hiện hiện quanh thân của nàng, tự động ngăn cản kiếm khí hình rồng công kích tới. Kiếm khí hình rồng công kích vô cùng dày đặc, luân ba thuẫn không ngừng xuất hiện, hai hai va chạm như tiếng đàn leng keng. Hai người này cơ hồ đều đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Vị luyện khí sĩ kia nhịn không được hô lên một tiếng, lẩm bẩm nói: tinh thần lực hóa hư vi thực là tu vi cảnh giới tinh thần lực, bao gồm vô nghĩa, vô tướng, vô ý. Mà vô tướng, vô ý, bất luận là tốc độ công kích hay tần suất công kích, đều vượt xa cái trước kia. Vị luyện khí sĩ này cũng chỉ làm đến trình độ vô nghĩ.
Khoảng cách Vô Tưởng còn cách một đoạn, mà Trung Nhạc cùng Thủy Thanh Nghiên đều là thế hệ còn trẻ, vậy mà đã làm được đến Vô Tưởng. Cái này không thể không để cho hắn cảm giác đả kích lớn lao. Chấn động dầm dập truyền đến, tầng trệt dưới chân Trung Nhạc đột nhiên nổ tung, tất cả dòng nước từ trong lầu chui ra, dữ tợn hung ác tấn công mà đến. Trung Nhạc phi tốc di động, thân hình liên tục biến hóa phương vị, hướng Thủy Thanh Nghiên phi tốc tới gần. Chỉ thấy tất cả tiến vào chui ra, nhà cao ốc này lập tức thiên sang bách khổng. Ra khỏi vó! Trung Nhạc quát khẽ. Trong hộp đựng kiếm, Long Lân kiếm bay ra, rơi vào trong tay. Giao Long quấn thân! Trung Nhạc lại quát, tinh thần lực trong cơ thể hóa thành giao long trắng kiện quấn quanh thân, chân đạp song long, thân hình có long quấn, hai tay hai chân có tất cả một đầu giao long lách thân, thậm chí ngay cả trên Long Lân kiếm cũng có giao long quấn quanh. Dưới chân hai đầu lôi đỉnh giao long di động, nâng hắn bay thẳng tới Thủy Thanh Nghiên. Ở chung quanh hắn truyền đến tiếng nổ mạnh bành bành không dứt, tất cả dòng nước chui ra khỏi cao ốc, đầu rồng tăng lên hung hăng đập xuống, tòa lầu lập tức sụp đổ, ban công điêu lương ầm ầm trụi lạc. Tốc độ của Trung Nhạc không giảm chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh, song long dưới bàn chân đạp không mà đi, hùng hổ dọa người. Thủy Thanh Nghiên khẽ kêu, sau lưng bay lên 6-7 hà bá cao tới 10 trượng, lấy tay chào một cái, vằn nước xuất hiện hóa thành băng phách đại kiếm dài 8 trượng hung hăng đánh xuống. Kiếm quang chớp động, lôi đình nổ vang, giao long trường giống nương theo cao ốc sụp đổ mà nổ mạnh. Long Lân kiếm cùng hà bá cự kiếm va chạm với nhau, bong bong long cong nổ không dứt. Lúc này cao ốc đã sụp xuống hơn phân nửa, vậy mà thiếu niên thiếu nữ đều đứng giữa không trung, dùng mau đánh mau để cho người không kịp nhìn. Mà trái tim vị luyện khí sĩ kia cũng bắt đầu run rẩy, cơ hồ muốn vặn vẹo thành một đoàn, vạn phần khẩn trương đang nhìn chiến đấu. Hà bá chi thân, hà bá chi kiếm, lại là hai đại chân truyền. Thiếu nữ Thủy Độ Thị kia thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người rồi. Đến cùng nàng tinh thông bao nhiêu chân truyền đấy? Vị luyện khí sĩ kia nhịn không được ai thán. Còn Trung Sơn Thị kia lại biến thái hơn, chỉ học một loại chân truyền, hơn nữa là Bôn Lôi kiếm quyết chân truyền, dễ hiểu, có thể cùng thiên tài của Thủy Độ Thị đấu đến tận bây giờ. Vì cái gì ta hết lần này tới lần khác vận xui như vậy, đụng phải hai nhân vật biến thái như vậy? Thực lực của ngươi không tệ, bất quá ngươi đã biết một ít đồ vật không nên biết rồi, hôm nay ta cũng nên tiễn đưa ngươi lên đường. Ánh mắt của Thủy Thanh Nghiên chớp động, thấp giọng nói. Không trung nhiều đóa thủy liên hiện hiện, quay chung quanh Trung Nhạc cùng mình, khoảng chừng trên dưới 100 đóa. Thủy liên đầy trời, hoa đua nở, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Thủy liên hoa tách ra, thủy liên kiếm khí che kín không trung. Mỗi một đóa thủy liên có tất cả 18 nhị hoa, 18 lưỡi kiếm khí, trên dưới 100 đóa hoa sen tách ra là gần 2000 lưỡi kiếm khí ngang trời. Bức tràng diện này cơ hồ cùng luyện khí sĩ tranh đấu cũng không có bao nhiêu khác biệt. Kiếm khí bốn phương tám hướng đâm đến, căn bản không có không gian để tránh né. Vị luyện khí sĩ kia phát mộng, tu vi tinh thần lực của Thủy Thanh Nghiên đã vượt ra khỏi phạm trù của đệ tử thượng viện, hùng hồn như thế, thâm hậu như vậy, tuyệt đối là luyện khí sĩ. Nhạc tiểu tử, ngươi cần ta động thủ không? Trong thức hải của Trung Nhạc, tiểu đồng Tân Hỏa cũng không khỏi khẩn trương, mượn nhờ hai mắt của Trung Nhạc nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy kiếm khí đầy trời, hấp tấp nói. Đem thân thể của ngươi giao cho ta khống chế đi. Không cần, Tân Hỏa, ngươi xem ta trong khoảng thời gian này khổ tu, phải chăng đặt đến yêu cầu của ngươi, lực lượng của ta phải chăng đã đủ mạnh, đủ mãnh liệt? Ngươi tới xem sức bật hoàn toàn của ta. Trung Nhạc hét lớn, giao long lách thân đột nhiên biến mất, không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là Long Lân rậm rạp, chẳng chịt từ dưới làn da điên cuồng chui ra. Sau lưng Trung Nhạc mơ hồ hiện ra một đạo hư ảnh, như rồng, như mã, như hổ, rõ ràng là một con long tương. Hắn không có quan tưởng tại hoàng, mà là quan tưởng long tương mình quen thuộc nhất. Long tương ở sau lưng nhanh chóng bị tinh thần lực cường đại thực hóa. Long tương nhập vào cơ thể, trong miệng Trung Nhạc phát ra long ngâm trầm thấp. Vô số đạo kiếm quang bắn tới, đâm trúng Trung Nhạc. Quanh thân Trung Nhạc chảy rộng long lân, lân phiến chấn động, bành bành từng tiếng nổ truyền đến. Kiếm quang kiếm khí nhao nhao đổ bung, ngay cả long lân cũng không có đâm rách nửa phần. Trung Nhạc đưa tay oanh một quyền,
nghênh tiếp Hà Bá cự kiếm. Trên thân kiếm lập tức xuất hiện vết dạn rậm rạp chằng chịt. Hà Bá oanh ra năm đấm cùng một quyền khác của Trung Nhạc chạm vào nhau, âm thanh bạo kích nặng nề truyền ra như sấm âm nhấp nhô. Ánh mắt của Thủy Thanh Nghiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau lưng sừng sững Tôn Hà Bá bành một tiếng nổ tung. Sau lưng Trung Nhạc, đuôi long tương trùng trùng điệp điệp đảo qua, long lân kiếm như thiểm điện xuyên tới, bắn về phía mi tâm của Thủy Thanh Nghiên, lập tức lên tới trước mi tâm của nàng một tấc. Kiếm khí vô cùng lợi hại, cơ hồ muốn bắn thủng đầu lâu của thiếu nữ này. Vị luyện khí sĩ kia sợ hãi kêu lên, không nhịn được liền muốn xuất thủ. Mới vừa rồi Trung Nhạc bị 2000 đạo thủy liên kiếm khí bắn trúng, hắn cũng đã không nhịn được muốn xuất thủ cứu Trung Nhạc. Giờ phút này long lân kiếm của Trung Nhạc đi tới mi tâm của Thủy Thanh Nghiên, lại để cho hắn không nhịn được muốn xuất thủ cứu Thủy Thanh Nghiên. Hai bên công thủ xu thế biến hóa quá nhanh, mặc dù hắn là luyện sĩ khí cũng không khỏi có chút luống cuống tay chân, tim thùng thùng nhảy loạn. Tốc độ hồn binh của Trung Sơn Thị quá nhanh, ta không ngăn cản kịp rồi. Cái chán của luyện khí sĩ kia toát ra mồ hôi lạnh. Ngay chớp mắt, long lân kiếm muốn đâm vào mi tâm của Thủy Thanh Nghiên. Đột nhiên chỉ thấy sợi tóc trên thái dương của Thủy Thanh Nghiên chuyển động, kiếm ti bay lên, bảo kiếm mảnh như tàm ti giãn ra, dựng thẳng kiếm cắt tới. Đinh một tiếng, mũi kiếm của long lân kiếm gãy đi, ngắn lại một tấc. Kiếm ti pang pang quấn quanh hướng chân thân long lân kiếm mà triển đi. Vị luyện khí sĩ kia lại một lần nữa sợ hãi kêu lên, chuẩn bị đi cứu Trung Nhạc, bởi vì một kích kia của Trung Nhạc đã đem hồn phách của mình tế vào hồn binh. Nếu như long lân kiếm bị hủy, hồn phách của hắn cũng sẽ bị hủy diệt. Hắn còn chưa kịp xuất thủ, liền thấy hai cánh tay của Trung Nhạc rung lên, long huyết kiếm hạp bay tới. Long lân kiếm trong nháy mắt ngừng xu thế đâm, hóa thành một đạo lưu quang ở trước khi kiếm ti quấy toái hồn binh, quét một tiếng rơi vào trong kiếm hạp. Phản ứng nhanh như vậy sao? Luyện khí sĩ kia sợ hết hồn, trái tim cơ hồ từ cổ họng mà nhảy ra. Long huyết kiếm hạp bế hợp, kiếm ti kia cũng đi theo long lân kiếm đâm về phía trước, giống như trường tuyến run lên thẳng tắp đâm thẳng vào mi tâm của Trung Nhạc. Mỗi một kiếm đâm thủng hắn, chỉ cần đâm thủng Trung Nhạc tất bị cắt thành hai mảnh. Thân thể Trung Nhạc chật hạ rơi xuống mặt đất, mà thân thể của Thủy Thanh Nghiên cũng đồng thời rơi xuống. Kiếm ti ở trên không trung lóe lên đuổi giết Trung Nhạc. Hai người một trước một sau rơi xuống đất, mà lúc này tòa cao ốc kia mới hoàn toàn sụp đổ hết. Thủy Thanh Nghiên từng bước ép sát, không có cầm kiếm ti trong tay. Kiếm ti ở quanh thân nàng tung hoành qua lại như điện, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng dễ dàng bắt được kiếm ti mạnh như thế. Nàng là lấy hồn phách tế kiếm ti, tinh thần lực thúc giục kiếm ti, có thể làm cho kiếm ti tùy ý đi địa phương nào, biến thành bất cứ hình thái gì. Trung Nhạc rất sớm liền ý thức được, kiếm khí lấy lớn nhỏ thay đổi uy lực, cũng không phải là càng lớn uy lực càng mạnh. Vì vậy hắn luyện long tương kiếm khí là lấy khéo léo hay thay đổi. Vì vậy hắn biết rõ kiếm ti kia lợi hại, càng nhỏ càng nguy hiểm, thế nhưng đồng thời đối với tinh thần lực yêu cầu cũng càng cao. Kiếm ti kia mạnh như thế, đối với tinh thần lực yêu cầu cũng cao đến biến thái. Bất quá đối với thiên tượng lão mẫu chiếm cứ thân thể của Thủy Thanh Nghiên, tinh thần lực của nàng tuyệt đối là cấp bậc biến thái. Đối mặt với kiếm ti vô kiên bất tồi bậc này, Trung Nhạc chỉ có thể lui về phía sau né tránh. Vừa lui, tinh thần lực cũng bộc phát, hóa thành lôi đình kiếm khí. Giao long bay vút lên, không ngừng giết tới Thủy Thanh Nghiên để tìm kiếm cơ hội. Cùng lúc đó, hắn giống như một pho tượng man thần, chân đạp song long, cánh tay nhiễu song long, chân triển song long, đem thể lực của mình bộc phát đến mức tận cùng. Thình thịch một tiếng, vách tường một tòa thần miếu bị lưng của hắn đụng ra một cái động nhân hình. Trung Nhạc lui vào trong thần miếu, chỉ thấy từng đạo lôi đình kiếm khí giống như giao long thật nhỏ từ trong động bay ra, giết tới Thủy Thanh Nghiên theo sát ở phía sau. Xoẹt một tiếng, kiếm quang nhỏ không thể tra hiện lên trên không trung, chỉ thấy vách tường thần miếu bị gọt bay một mảng lớn. Lại xoẹt một tiếng nữa, bay vào trong thần miếu, đụng lên cây cột đồng thau. Giữa không trung, tinh thần lực biến thành lôi đình kiếm khí của Trung Nhạc cũng bị cắt phá. Trình độ sắc bén của kiếm kén, kiếm ti có thể thấy được lốm đốm. Thủy Thanh Nghiên cất bước đi vào thần miếu. Trung Nhạc đã nhổ tận gốc đồng trụ trong miếu, vung đồng trụ huy vũ như gió, hung hăng mà quét tới. Kiếm ti khúc khích rung động, trong thời gian ngắn quấn quanh đồng trụ. Đồng trụ chưa quét đến Thủy Thanh Nghiên, một nửa đồng trụ liền bị cắt thành mảnh nhỏ. Kiếm ti đột nhiên thẳng tắp,
từ trung tâm đồng trụ xuyên qua, mi tâm của Trung Nhạc hiện ra tia máu. Ở trong chớp mắt, kiếm thi sắp cắt vào đầu của hắn, liền nhảy về phía sau, tinh thần lực cuồn cuộn nổi lên một pho tượng thần cao tới hơn 10 trượng, hướng Thủy Thanh Nghiên nện xuống. Thủy Long giáo! Tất cả Thủy Long hiện lên, sinh sôi quấy toái tượng thần. Thủy Thanh Nghiên từng bước ép tới, hai người ở trong thần miếu xuất thủ, kiếm quang tung hoành. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng ngầm vang, thần miếu sụp đổ, hai đạo nhân ảnh tung hoành như bay, từ trong bụi đất cùng loạn thạch tung bay giết ra, xông vào một tòa cao lầu khác. Tiếng nổ truyền đến, không qua bao lâu, tòa lầu cao kia cũng ầm ầm sụp đổ. Rốt cục vị luyện khí sĩ kia nhịn không được nữa, bay vào trong thành, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phía dưới từng ngọn thần miếu, lầu cao ầm ầm sụp đổ, giống như hai con quái vật đánh đập tàn nhẫn, thực quá kinh người. Vẫn còn đang đánh, chưa phân thắng bại sao? Khuôn mặt vị luyện khí sĩ kia có chút vặn vẹo, trang diện này để cho hắn sợ hết hồn hết vía. Nhưng hết lần này tới lần khác, thấy không rõ tình hình thực tế, hắn thầm nói: bất cứ lúc nào cũng có thể có người chết được, chẳng qua không biết chết là ai thôi, hai cái đồ biến thái này. Đột nhiên sắc mặt hắn biến hóa, chỉ thấy cao lầu ùng ùng sụp đổ, mà ở cách đó không xa là Ngô Chính Long cùng Nam Chấn đánh đập tàn nhẫn. Hai vị đệ tử thượng viện này, một người là đệ tử trọng yếu của Ngô thị bồi dưỡng, một người là Nam Lộc thị bồi dưỡng, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Hai người quay chung quanh một tòa lâu vũ phi hành, tinh thần lực hóa thành hư thật, hóa thành ngư long, hóa thành dãy núi, giết đến khó mà hòa giải. Mau tránh ra! Vị luyện khí sĩ kia dùng sức phất tay cao giọng nói: mau tránh ra! Ngô Chính Long cùng Nam Chấn chiến đấu say sưa, nghe vậy cũng hơi ngẩn người, không giải thích được ý nghĩa. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên phía dưới truyền đến chấn động kịch liệt, phảng phất như có hai con cự thú đụng vào tòa lâu vũ này. Để cho lâu vũ đung đưa không nghỉ, hai người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy từng đạo kiếm khí giống như độc long đại mãng quấy phá, dày đặc vô cùng, chỉ một thoáng liền quét sập hơn phân nửa. Mà vào lúc này lại có một đạo kiếm quang nhỏ không thể tra chớp động, kiếm quang dài đến hơn 20 trượng, tốc độ công kích mau vô pháp tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, trong phạm vi 20 trượng chung quanh lâu vũ liền bị cắt thành tro bụi. Mà Ngô Chính Long cùng Nam Chấn chính là ở trong vòng 20 trượng này. Da đầu hai người tê dại, kiếm quang chớp động để cho bọn họ cảm giác được khí tức tử vong bao phủ. Đột nhiên một cỗ đại lực vọt tới, bao lấy hai người, hướng trời cao bay đi. Cùng lúc đó, một thanh hồn binh hình dáng cây dù mở ra, ngăn trở kiếm quang phía dưới. Chỉ nghe tiếng vang xẹt xẹt truyền đến, cây dù kia bị cắt vỡ thành tro. Trên bầu trời bắt được Ngô Chính Long cùng Nam Chấn là một vị nữ luyện khí sĩ, vẻ mặt đau khổ, hiển nhiên là hồn binh của nàng bị hủy. Cũng may nàng biết kiếm quang kia hung mãnh, cho nên không có tế hồn vào trong đó, nếu không hồn phách cũng sẽ bị gọt thành mảnh nhỏ. Kiếm kiến trong thập đại hung binh sao? Nữ luyện khí sĩ kinh hô, lộ ra vẻ không thể tin được, thất thanh nói: là người nào tế lên kiếm kiến vậy? Chẳng lẽ là người của Thủy Đồ thị sao? Người nào lại có bản lĩnh cùng kiếm kiến tranh phong như vậy? Đến bây giờ còn không có bị chém giết sao? Chính là đệ tử Trung Sơn thị đắc tội với Điền Phong thị cùng Thủy Đồ thị, thật giống như gọi là Trung Nhạc thì phải, cùng hắn giao thủ tế lên kiếm kiến là Thủy Đồ thị Thủy Thanh Nghiên. Luyện khí sĩ chịu trách nhiệm trông chừng Trung Nhạc vội vàng bay tới cười khổ nói: ta đã cho người đi mời trưởng lão tới rồi, nếu trưởng lão không tới, ta sẽ bị bọn họ hủ chết mất thôi. Ồ, trưởng lão tới rồi. Trên mặt biển, một vị trưởng lão ngự phong mà đến, nhanh chóng tới gần. Ở phía dưới, Trung Nhạc khẽ co mày, lập tức cảm giác được thế công của Thủy Thanh Nghiên trở nên vô cùng mãnh liệt. Hiển nhiên là muốn ở trước khi trưởng lão kia đến, chém giết người có khả năng biết lai lịch của mình. Ta cũng muốn ở trước khi trưởng lão đến, chém giết người. Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động, Long huyết kiếm hạp ở sau lưng đột nhiên bay lên, lách tách một tiếng rồi mở ra. Đi! Trung Nhạc quát khẽ, chỉ thấy kiếm quang chớp động, kiếm kiển, kiếm ti ở giữa không trung quét ngang như một tấm lưới. Ý đồ của Thủy Thanh Nghiên rất đơn giản, đó chính là ở lúc Long Lân kiếm xuất khiếu, quấy toái Long Lân kiếm, tính cả hồn phách của Trung Nhạc cùng nhau quấy toái,
không để cho hắn bất kỳ sinh cơ nào. Bất quá, một quấy này lại quấy không, Long Ngân kiếm không có bay ra. Trung Nhạc cười ha ha, đưa tay vỗ. Long huyết kiếm hạp hung hăng đánh về phía trước, thừa dịp Thủy Thanh Nghiên đánh hụt xuyên qua lưới lớn của kiếm kén kiếm ti, chạy thẳng tới Thủy Thanh Nghiên. Rốt cục bắt đầu khốn thú đấu sao? Thủy Thanh Nghiên hừ lạnh một tiếng, kiếm kén kiếm ti một mặt chém về phía Trung Nhạc, một mặt chém về phía Long huyết kiếm hạp. Trung Nhạc giống lớn, quan tưởng long tương lôi đình, chỉ thấy một con long tương dài chừng 10 trượng xuất hiện, long chảo chống mặt đất, đại địa lay động, một khối thổ địa chu vi 60 trượng bị nhấc lên, xoẹt một tiếng đón kiếm kén kiếm ti bay đi. Kiếm quang lóe lên, khối đại địa phi hành kia nhất thời bị gọt ra một lỗ thủng lớn. Mà lúc này Trung Nhạc đã nhân cơ hội nhảy lên, chân đạp khối đại địa, nhanh chóng chạy vội vòng qua kiếm ti công kích, hướng Thủy Thanh Nghiên phi tới. Vào lúc này, long huyết kiếm hạp bị một kiếm ti khác chém vỡ thành hai mảnh. Nơi kiếm hạp hé ra, long lân đoạn kiếm bắn nhanh hướng Thủy Thanh Nghiên đâm tới. Thật không biết sống chết mà. Thủy Thanh Nghiên lộ ra một nụ cười, nhìn long lân đoạn kiếm bắn nhanh cùng Trung Nhạc phi phác mà đến. Kiếm kền kiếm ti cuốn động chém về phía long lân đoạn kiếm, xoẹt xoẹt mấy tiếng liền cắt toái long lân kiếm. Ngay sau đó, kiếm kền kiếm ti chuyển hướng nhanh như tia chớp chém tới Trung Nhạc. Chết đi! Thủy Thanh Nghiên cùng Trung Nhạc đồng thời quát lên, kiếm kén kiếm ti chém về phía Trung Nhạc ở giữa không trung, để cho hắn không đường có thể trốn. Kiếm ti hai đầu trước sau giáp công cắt bay đại địa, chạy thẳng tới hậu tâm của Trung Nhạc, hóa thành đao thức chém xuống, cắt phá ra đầu của hắn, chém vào đầu lâu. Chỉ kém một chút thôi là có thể từ đầu cốt của hắn cắt xuống, cắt đại não ra. Mà vào lúc này, hai nửa long huyết kiếm hạp bắn tới Thủy Thanh Nghiên, từ hai bên của nàng bay qua. Đột nhiên trong kiếm hạp bên trái có một đạo kiếm khí đỏ rực bắn nhanh, chính là long tương kiếm khí, chém tới cổ của Thủy Thanh Nghiên. Đạo long tương kiếm khí kia vô cùng sắc bén, cắt cả chân cổ của thiếu nữ giống như cắt đậu hũ, da thịt vừa tiếp xúc liền phá, ngay sau đó cắt vào xương cốt của thiếu nữ. Hậu tâm của Trung Nhạc cũng đau nhói, cảm giác được một đạo kiếm ti đâm rách sau lưng mình, hướng trái tim của mình mà đâm tới. Muốn ta chết sao? Ta mà chết đi, thiên tượng lão mẫu ngươi cũng không sống được đâu. Trong lòng Trung Nhạc yên lặng, lại có chút ít nghi ngờ. Tân Hóa luôn luôn lo lắng an nguy của ta, sao lần này không có ở trước khi ta chết đi mà mượn thân xác của ta tránh thoát sát kiếp lần này vậy? Chẳng lẽ hắn ngủ quên rồi sao? Lúc bấy giờ, bên trong thức hải, Tân Hỏa lão thần khắp nơi ngồi ở trên hồn phách của Trung Nhạc. Ngọn lửa nhỏ lặng lặng thiêu đốt, để cho Trung Nhạc hoài nghi hồn phách của mình còn tồn tại hay là không, hay là đã bị ngọn lửa nhỏ kia đốt sạch không còn một mảnh. Ngọn lửa nhỏ yên tĩnh có chút quỷ dị. Nếu là lúc trước đụng phải loại tình huống này, Tân Hỏa đã sớm nhảy dựng lên. Thời khắc sinh tử, thời khắc sinh tử, Tân Hỏa lặng lặng nói. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, trong chớp mắt kiếm ti từ đỉnh đầu của mình đánh xuống, phảng phất như dài dằng dặc, mà kiếm ti ở sau lưng đâm tới tựa hồ cũng biến chậm lại. Đây là thời khắc sinh tử, sau đại khủng bố, đại sợ hãi, thân thể tinh thần hồn phách hưng phấn cao độ, bộc phát ra tiềm lực có thể làm cho mình có được tốc độ cùng phản ứng viễn siêu thời kỳ bình thường. Hắn từng ở Ẩm Mã Đài nhảy núi, kinh nghiệm thời khắc sinh tử, thế nhưng sau khi tu luyện, theo tu vi thực lực không ngừng đề thăng, liền càng khó có thể tiến vào thời khắc sinh tử. Mà bây giờ, đối mặt với kiếm kén, một trong 10 hung binh, sinh tử trong một cái chớp mắt, hắn lại một lần nữa tiến vào loại trạng thái huyền diệu này. Bất quá lúc này, cùng lúc trước có chút bất đồng. Lúc trước, hắn kinh nghiệm thời khắc sinh tử, rất khó bình tĩnh trở lại, phải cưỡng ép quan tưởng tuệ hoàng, mới có thể làm cho tâm cảnh của mình khôi phục lại bình tĩnh, tâm ma không sinh. Còn lần này, hắn lại cảm giác được yên lặng trước nay chưa từng có. Lúc trước, hắn kinh nghiệm thời khắc sinh tử, tuy cũng cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng trong nội tâm của Trung Nhạc lại biết, có Tân Hỏa, mình sẽ không ngã chết, bởi vậy tiến vào thời khắc sinh tử, trình độ cũng không sâu. Lần này, hắn tiến nhập thời khắc sinh tử càng sâu hơn một cấp độ. Mặc dù tiến vào thời khắc sinh tử, kiếm ti uy hiếp như trước vẫn còn, thân hình Trung Nhạc đột nhiên phát ra tiếng nổ đùng đùng, dùng một loại góc độ quỷ dị vặn vẹo, ý đồ tránh đi kiếm ti.
đầu lâu của hắn chúi xuống, xương sọ sai chỗ, cổ phẳng phất như bị bẻ gãy. Đầu lâu ngưỡng ra sau một góc độ kinh người, mà lồng ngực cùng hậu tâm thì sụp đổ ra một cái hố lớn. Trong cơ thể của hắn truyền đến tiếng vang cốt cách sai chỗ, bang bang rung lên, tất cả dây gân đều phát ra thanh âm băng băng. Từng cây xương sườn trong lồng ngực thoát ly vị trí cũ, xương cột sống như là bản tính lên lên xuống xuống. Cơ bắp điều động chuyển rời về phía trước, kiệt lực tránh đi kiếm ti ở sau lưng đâm tới. Cốt cách xương cốt toàn thân của hắn phảng phất biến thành sinh mệnh độc lập, có thể tự mình tùy ý hoạt động. Đồng thời lục phủ ngũ tạng cũng di động, tránh đi phương vị xương cốt di động, miễn cho bị xương cốt di động đụng tổn thương. Rồi sau đó cốt cách của hắn hướng bên phải chuyển rời, cơ bắp nhúc nhích, dùng phương thức vô cùng quỷ dị chuyển rời cả người ra ba thước bốn thốn. Nói thì chậm, khi đó thì rất nhanh, hết thảy biến hóa đều là ở trong nháy mắt hoàn thành. Nếu có người thấy một màn như vậy nhất định sẽ ngạn ngào kinh hô, phảng phất như chứng kiến quái vật vậy. Bởi vì thân hình của Trung Nhạc vặn vẹo, góc độ thật sự là vô cùng quỷ dị, khung xương sai tán gây dựng lại chuyển rời, để cho hắn thoạt nhìn phảng phất như một con đại mãng hình người không có xương cốt, hiểm lại càng hiểm, tránh đi kiếm ti cắt xuống đầu lâu cùng kiếm ti ở sau lưng đâm tới. Hắn cơ hồ như chia rẽ thân xác, sau đó lại một lần nữa tổ hợp lại vậy. Huyết quang văng khắp nơi, Trung Nhạc vẫn bị kiếm ti xẹt qua bên trái, kiếm ti cắt xương sườn. Hắn lập tức cảm giác được xương sườn của mình đã gãy 5 cây. Cũng may hắn chuyển rời lục phủ ngũ tạng để cho tạng phủ không có bị đánh trúng. Mà trán của hắn cũng có một tơ máu từ đỉnh đầu kéo dài đến mi tâm, chóp mũi cũng bị cắt ra một vết máu. Oạ một tiếng, Trung Nhạc phun ra một ngụm máu tươi. Lần này chia rẽ xương cốt toàn thân, chuyển rời thoát hiểm cảnh, hắn vẫn là lách cho lục phủ ngũ tạng tổn thương, chỉ là so với chết, kết quả này đã xem như là tốt nhất. Khá tốt, ta đã từng biến thành long tướng sinh hoạt một thời gian ngắn, nếu không lần này thật sự hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chân đạp giao long, tránh đi kém kén cùng kiếm ti, hắn thầm nghĩ. Hắn đã từng hóa thành long tương, đối với cấu tạo của long tương hiểu rõ đạt tới trình độ không người có thể sánh bằng, có thể nói là đạt được chân truyền. Trong khoảng thời gian này, hắn quan tưởng long tương đến luyện thể, thân hình so với lúc trước càng thêm cường hoành. Chính là vì thân thể so với lúc trước càng mạnh hơn nữa, hắn có thể ở thời khắc sinh tử hoàn thành hành động vĩ đại kia. Thân hình của Trung Nhạc bay ra, ánh mắt quét về phía Thủy Thanh Nghiên, không khỏi khẽ giật mình. Long tương kiếm khí chạm lên cổ Thủy Thanh Nghiên, sắp cắt qua khí quản cùng động mạch cổ của thiếu nữ. Đột nhiên trong mi tâm của Thủy Thanh Nghiên thò ra một đầu voi như là một tượng thần, vòi vung ra đinh một tiếng quét trúng long tương kiếm khí. Long tương kiếm khí thoáng bị ngăn trở, chỉ thấy ở phụ cận vị thiếu nữ này trong lúc đó sinh trưởng ra một đám chân nhện, rất nhanh chạy vội, hiểm lại càng hiểm, tránh đi long tương kiếm khí. Thiên tượng lão mẫu, Trung Nhạc tránh đi kiếm ti, đứng trên không trung, long tương kiếm khí bay trở về rơi vào trong tay của hắn. Lời nghe nói ai mà tin đây. Thủy Thanh Nghiên dùng thân hình đầu voi cùng 8 cái chân chi chu biến mất, sờ lên cổ của mình, cổ của nàng cơ hồ bị chém đứt một nửa, suýt nữa rơi đầu. Cảnh giác nhìn xem hắn, thấp giọng nói, vừa rồi ngươi tiến nhập thời khắc sinh tử sao? Ta rất muốn biết ai ở sau lưng dạy ngươi để ngươi có được thực lực bậc này. Tòa nhà sụp xuống, xà ngang, họa trụ, bức tường, các loại quái vật khổng lồ từ giữa không trung hướng hai người nện xuống. Sau lưng Trung Nhạc hiển hiện giao long, đầu rồng dữ tợn, lưng trụ rơi đập hết thảy bị giao long gánh vác. Quanh thân Thủy Thanh Nghiên có dòng nước quấn quanh, cũng là ngoại vật không thể cận thân. Kiếm ti xoẹt xoẹt rung động, nhanh chóng trở lại thành kiếm kén, đọng ở thái dương của nàng. 5 cây xương sườn bị chém đứt của Trung Nhạc truyền đến đau đớn kịch liệt, máu tươi từ miệng vết thương ồ ồ chảy ra, toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát. Thời khắc sinh tử, hắn bạo phát tiềm năng của mình, thân thể cùng tinh thần đều cảm giác được hư không trước nay chưa từng có. Cũng may thú thần nội đan như trước đang không ngừng cung ứng năng lượng, hồn phách quan tưởng tại hoàng vẫn luyện hóa tinh khí thú thần hóa thành tinh thần lực bằng bạc, để cho chiến lực của hắn như trước ở vào trạng thái đỉnh phong. Chỉ là thân thể vẫn còn bị thương, không phải tinh khí thú thần có khả năng trị hết được. Người sau lưng ngươi là ai vậy?
nhất định không phải là người trong kiếm môn rồi. Người luyện thành Long Tương kiếm khí, lúc cùng ta tranh đấu, trong một cái chớp mắt thôi, thân hình của ngươi sinh long lân. Hơn nữa, ngươi còn đi qua thú thần lĩnh. Người sau lưng ngươi kia không phải là thú thần đấy chứ? Ở trong loạn thạch bay tứ toán, Thủy Thanh Nghiên thấp giọng nói: nếu bị người ta biết có thú thần giấu ở trong thức hải của ngươi, kết quả của ngươi nhất định sẽ không tốt hơn ta đâu. Dừng tay, nhanh dừng tay lại. Kiếm môn trưởng lão hổn hển cấp tốc vọt tới, đưa tay ra, chỉ thấy vô số dây leo từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, dây leo vừa thô vừa to như là đại mãng quấn lấy Trung Nhạc cùng Thủy Thanh Nghiên. Dây leo tung bay, gắt gao quấn lấy kiếm kén của Thủy Thanh Nghiên, miễn cho hung binh kia lần nữa bạo khởi mà đả thương người. Trung Nhạc tùy ý cho dây leo quấn lấy mình, không có làm bất luận phản kháng gì, mà Thủy Thanh Nghiên cũng không có phản kháng. Hai người trầm mặc. Thiên Tượng Lão Mẫu cho rằng linh hồn thú thần giấu ở trong cơ thể ta, cầm cái này uy hiếp ta. Kỳ thực ta lo lắng không phải là bị người phát hiện trong thức hải ta có nội đan thú thần, mà là ta lo lắng tân hóa bị người phát hiện kìa. Ở trong nội tâm Trung Nhạc, tân hỏa so với thú thần hoặc là Thiên Tượng Lão Mẫu còn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần. Ngọn lửa nhỏ này bất cứ chuyện gì cũng dám làm, thậm chí dám kiếp nổ ma hồn. Nhân tâm khó dò, nếu bị người trong kiếm môn phát hiện tân hỏa sinh ra ý cướp đoạt, sự tình sẽ hỏng bét. Cũng may chỉ nhận lấy chút tổn thương da thịt, không có lo lắng đến tính mạng. Trưởng lão kia kiểm tra hai người, không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói: nếu không kiếm môn ta thiếu đi hai nhân vật thiên tài, vậy thì hối hận cũng không có chỗ hối hận rồi. Hai người các ngươi không cần đấu nữa đâu, hai người đều là đứng đầu thượng viện, bảo tàng trong Linh Không Điện, mỗi người các ngươi đều có phần, đều là tốt nhất rồi. Xương sườn Trung Nhạc gãy 5 cây, cổ của Thủy Thanh Nghiên cơ hồ bị chém đứt, để cho nội tâm của trưởng lão kia cũng thất kinh, vội vàng lấy thuốc trị thương cho hai người, lệnh hai vị luyện khí sĩ dẫn bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Trưởng lão lên tiếng nói: coi chừng hai người này, không thể để cho bọn hắn đấu nữa. Hai hổ tranh chấp tất có một con chết thôi. Hai người bọn họ tổn thất vị nào đều là tổn thất lớn cho kiếm môn ta. Một vị luyện khí sĩ thấp giọng nói: trưởng lão, Thủy Đồ Thị có hung binh, có thực lực như thế thì cũng thôi, thế nhưng Trung Sơn kia xuất thân Trung Sơn Thị bộ lạc, rõ ràng có thể có chiến lực bậc này, trong này chỉ sợ có chuyện ẩn ở bên trong. Trong nội tâm trưởng lão kia dùng mình, nhẹ nhàng gật đầu nói: trước không cần để ý, chữa tốt thương thế cho họ đi, kiếm môn trưởng lão hội nhất định có thể tra ra hết thảy chi tiết của hắn ta. Hai vị luyện khí sĩ lập tức mang theo Trung Nhạc cùng Thủy Thanh Nghiên rời đi. Vị trưởng lão kia nhìn lại tòa thành trì trên biển, chỉ thấy trong phạm vi hơn 10 dặm ở dưới hai vị thiếu niên thiếu nữ này giao thủ liền bị phá hủy gần nửa, trong nội tâm càng cả kinh. Thủy Đồ Thị thân gia trong sạch, lại có hung binh trong tay, có chiến lực này cũng không coi vào đâu cả, thế nhưng Trung Sơn Thị lại không thể không tra một phen, rõ ràng có thể cùng hung binh tranh đấu đến bây giờ, còn có thể làm bị thương Thủy Đồ Thị. Loại trình độ này, đệ tử từ Đại Hoang đi ra, thật có thể làm tới một bước này hay sao? Trưởng lão kia trầm tư nói: về phần Thủy Thanh Nghiên kia, mấy tháng thời gian thật có thể trưởng thành đến loại trình độ này hay sao? Người thiếu nữ này bộ dạng cũng rất khả nghi, chưa hẳn sẽ là trong sạch. Ở trong thành trì, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bọn người Lê Tú Nương, Ngu Chính Long, Ngu Phi Yến, Điền Duyên Phong còn đang giao đấu. Chỉ là bọn hắn không biết được, bọn hắn tranh giành không phải thứ nhất thượng viện, vị trí kia đã có chủ. Lần này không cấm kỵ mà quyết đấu, thiếu chút nữa có đại sự xảy ra rồi. Chút ít luyện khí sĩ trên không thành trì kia thầm nghĩ trong lòng một tiếng hung hiểm. Về sau tỉ thí đã không có quan hệ gì tới Trung Nhạc. Trung Nhạc nằm ở trên giường bệnh đắp thuốc trị thương. Thường cách một đoạn thời gian liền có luyện khí sĩ tiến đến giúp hắn thay thuốc. Chất lượng thuốc trị thương của kiếm môn cực cao, miệng vết thương khép lại rất nhanh. Qua 2 ngày, Trung Nhạc liền cảm giác được xương sườn bắt đầu kết nối, làn da cũng khép lại. Thượng viện tranh đoạt top 100 cũng đã chấm dứt. Trận chiến này, danh tiếng của Trung Sơn Thị cùng Thủy Đồ Thị chấn động thượng viện. Có không ít luyện khí sĩ đều biết danh tự của Trung Nhạc cùng Thủy Thanh Nghiên. Không qua bao lâu, lại có lời đồn
nói hai người là tình lữ, vì yêu sinh hận, tương ái tương sát. Chỉ là Trung Nhạc cũng không biết những tin đồn này. Bên ngoài phòng bệnh của hắn có luyện khí sĩ thủ hộ, nói thủ hộ kỳ thực là giám thị. Hiển nhiên cao tầng kiếm môn đối với hắn trong một thời gian ngắn ngủi liền tu luyện tới loại trình độ này có chút nghi ngờ. Không cần phải lo lắng đâu. Tiểu đồng Tân Hỏa hoàn toàn thất vọng. Cùng lắm thì kiếp nổ ma hồn giữa lòng đất của kiếm môn, giết cái long trời lở đất thôi. Lại qua 4-5 ngày, Trung Nhạc từ trên giường bệnh đứng dậy, đi lại mấy bước, chỉ cảm thấy xương sườn đã hợp lại, vết sẹo cũng bắt đầu bóc ra, chỉ lưu lại một vết sẹo mờ, chỉ là lúc hô hấp còn có chút đau. Người bình thường thương gân động cốt phải tu dưỡng nửa năm, mà hắn khí lực mạnh mẽ, so với người bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu, lại có thuốc trị thương thượng thừa của kiếm môn, cho nên mới phục hồi nhanh đến như vậy. Sau này ra ngoài lịch lãm mà nói, loại thuốc trị thương này nhất định phải chuẩn bị nhiều một chút mới được. Trung Nhạc hoạt động gân cốt, luyện khí sĩ ở ngoài cửa thấy thế đi tới cười nói: thương thế của sư đệ tốt rồi, sư đệ không hổ là người luyện thể, thể trạng rất khỏe mạnh, khỏi bệnh so với những người khác còn nhanh hơn một chút ta. Nếu như đổi lại là ta, sợ rằng phải nằm mấy ngày nữa mới có thể khép lại được. Sao, sư đệ sao? Trung Nhạc sợ run cười nói: Vị sư thúc này... Luyện khí sĩ kia vội vàng nói: sư đệ gọi ta là cốc sư huynh là được, ngàn vạn lần không thể xưng sư thúc đâu. Hôm nay sư đệ ở trong quyết đấu được hạng nhất, nhất định sẽ trở thành luyện khí sĩ rồi. Bàn về bối phận, đệ tử thượng viện cũng phải xưng ngươi là sư thúc kìa. Bất quá trước khi tiến vào linh không điện, mấy vị trưởng lão còn phải gặp ngươi. Sư đệ mời đi theo ta. Sao, trưởng lão muốn gặp ta sao? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, đứng dậy đi theo. Biết mình ở trong quyết đấu đánh với thiên tượng lão mẫu một trận, thực lực để cho trưởng lão kiếm môn nổi lên lòng nghi ngờ. Một đệ tử tư chất bình thường ở ngoại môn tu hành 5-6 năm mới tiến vào thượng viện, chỉ có mấy tháng liền đoạt được thượng viện đệ nhất. Loại tốc độ tu hành này nhanh đến đáng sợ, không thể trách kiếm môn trưởng lão hoài nghi. Cốc sư huynh, lần này ta bị thương dùng là thuốc trị thương gì vậy? Có thể dùng công lao đổi lấy hay không? Trung Nhạc hỏi. Vị cốc sư huynh kia dẫn hắn đi thẳng về phía trước, dần dần đi ra khỏi thượng viện, đi tới nội môn. Hắn cười nói: loại thuốc trị thương này tên là linh ngọc cao, là luyện khí sĩ hái các loại linh dược luyện chế mà thành, dùng công lao đổi lấy là cũng có thể. Sư đệ tới dược cốc ngoại môn hoặc là nội môn đều có thể đổi được. Nếu như là tổn thương đao kiếm bình thường, cho dù bị chặt gãy cơ gân bắp thịt, bôi một chút thôi, nửa ngày là có thể sinh cơ liền gân. Nếu tổn thương nặng thì như sư đệ lần này tu dưỡng tầm 10 ngày là sẽ khỏi hẳn. Sư đệ khí lực hơn xa người thường, cho nên mới lành nhanh như vậy. Nói tới đây, cốc sư huynh không khỏi lắc đầu nói: nữ đệ tử Thủy Đồ Thị cùng ngươi giao thủ kia không có may mắn như vậy, cổ cơ hồ bị sư đệ chém đứt rồi. Nghe nói lúc văn trưởng lão giúp nàng dịt thuốc, đem cổ vén lên đổ hết một chậu thuốc vào, lúc này mới nối lại được. Trung Nhạc lạnh nhạt nói: bản lãnh của nàng không hề kém ta, nghĩ đến thời gian tu dưỡng cũng không xê xích gì nhiều. Cốc sư huynh gật đầu: ta nghe nói năng lực khôi phục của Thủy Đồ Thị sư muội cũng rất là nhanh, hẳn là cũng đã khỏi hẳn rồi. Lần này trưởng lão triệu kiến ngươi giống như cũng triệu kiến nàng vậy. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, lần này trưởng lão triệu kiến hắn cùng Thủy Thanh Nghiên, chẳng lẽ đối với Thủy Thanh Nghiên cũng nổi lên lòng nghi ngờ hay sao? Không qua bao lâu, bọn họ đi tới bên cạnh một sườn đồi. Trung Nhạc nhìn lại, chỉ thấy sườn đồi rộng chừng mấy dặm, khe sâu thâm thúy, tràn ngập hắc quang. Trong cốc tựa hồ có một loại ma tính quỷ dị nổi lên. Trung Nhạc cúi đầu nhìn ra xa, nhất thời chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, phảng phất hồn phách sắp bị hút ra vậy. Hắc quang bắt đầu khởi động, mỗi lần tuôn ra, liền thấy hai bên vách đá dựng đứng có đồ đằng hiển hiện. Đó là đồ đằng vô cùng phức tạp, to lớn và tráng quan, để cho không trung xuất hiện một cỗ ba động quỷ dị mà kinh người, sinh sôi chấn áp hắc quang xuống. Khí tức này cảm giác rất quen thuộc. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, lập tức biết cảm giác này là từ đâu đến. Là khí tức của ma hồn âm trướng. Hắc quang trong hạp cốc này giống khí tức của ma hồn âm trướng. Trong chớp mắt, hắc quang bị chấn áp xuống,
hắn mơ hồ thấy trên vách đá có huyết nhục ngọ nguậy, chỉ có huyết nhục không có da. Những huyết nhục kia tựa hồ từ đáy vực sinh trưởng lên, dường như muốn sinh trưởng đến đỉnh núi, leo ra khỏi vực sâu. Dưới vách này rốt cuộc là vật gì vậy? Trung Nhạc đè nén rung động trong lòng, tiểu đồng tân hỏa lười biếng trong thức hải lập tức tinh thần, xuyên qua hai tròng mắt của hắn đánh giá đáy vực, xách xách kêu kỳ lạ. Những ma hồn kia quả nhiên là bị trấn áp ở chỗ này mà. Quả nhiên là chư thần phong ấn, kiếm môn thành lập ở trên một núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phun trào, hơi thất thần thôi sẽ bị nổ tan thành mây khói mất thôi. Sao? Những phong ấn này không phải là luyện khí sĩ của kiếm môn bố trí sao? Tâm cảnh của Trung Nhạc mới vừa bình phục lại, chấn động, vội vàng hỏi. Chỉ dựa vào luyện khí sĩ của kiếm môn còn không cách nào chấn áp đám ma hồn kia đâu. Tân Hỏa lắc đầu nói. Đồ đằng ở phía dưới là phong ấn chư thần. Chư thần đem tinh khí cùng hình tượng của mình đồ đằng hóa lên, lúc này mới có thể chấn áp được ma hồn. Chỉ dựa vào luyện khí sĩ của kiếm môn còn không cách nào mà làm được. Sở dĩ ma hồn âm chướng bộc phát ra, ta đoán chừng hẳn là phong ấn dưới đất xuất hiện vết rách rồi. Cũng may vết rách không phải là ở trong kiếm môn, nếu không kiếm môn liền việc vui lớn rồi. Vị cốc sư huynh kia cười nói. Sư đệ, dưới vách núi này là cấm địa của kiếm môn ta. Trên bầu trời có một cỗ lực lượng kỳ dị có thể xóa đi hết thảy thần thông. Đến nơi này bất kỳ thần thông quan tưởng nào cũng không thể vận dụng. Muốn đi qua tiến vào nội môn chỉ có để Ngạc Long đến đây mới được. Sao? Ngạc Long ư? Trung Nhạc nghi ngờ. Hai bên sườn đồi có hai tòa kiếm môn đối lập với nhau, mây mù ở giữa lợn lờ. Cốc sư huynh mang hắn đi tới một tòa kiếm môn trong đó, gõ đồng la. Đồng la đung đương rung động. Sau một lúc lâu, chỉ thấy mây mù bắt đầu khởi động. Từ trong mây mù bơi ra một con cự ngạc. Con cự ngạc kia mọc cánh, ở trong mây bồng bềnh, nghe được thanh âm liền hướng bên này mà bay tới. Cự ngạc giống như một hòn đảo di động trên không trung. Trung Nhạc nhìn lại, chỉ thấy đầu cự ngạc này thậm chí có bốn con mắt, trên lưng sinh trưởng ra rất nhiều đôi cánh, cực kỳ quỷ dị. Nơi này không thể quan tưởng, cánh của nó không phải quan tưởng ra mà là huyết nhục vũ mao thực sự, có thể phi hành cho nên không sợ nơi này chấn áp. Hai người nhảy lên lưng cự ngạc, cốc sư huynh cười nói. Ngạc Long nhờ dẫn chúng ta lên núi hộ. Ngạc Long kia gật đầu, cánh chấn động, quay đầu bay về phía kiếm môn đối diện, ồm ồm nói. Cốc tiểu ca, vị tiểu ca này rất lạ mắt, chẳng lẽ là luyện khí sĩ Tân Tấn hay sao? Cốc sư huynh cười nói. Vị này là Trung Sơn Thị, Trung Sư Đệ, lần này ở trong tỷ thí được đệ nhất đấy. Thì ra là như vậy. Cự ngạc nói. Có thể ở trong mấy ngàn người bắt được đệ nhất cũng là nhân tài. Trung Sơn Thị, tương lai nếu người có thành tựu, đừng quên trung nom Ngạc Long ta một chút nha. Trung Nhạc gật đầu đồng ý. Cự ngạc rung đầu đắc ý, chấn động cánh, mang hai người tới bờ bên kia. Hai người lên bờ, cự ngạc bơi về trong mây, biến mất không thấy gì nữa. Trung sư đệ, sườn đồi này chính là giới hạn giữa nội môn cùng với ngoại môn, vượt qua sườn đồi này chính là nội môn đệ tử. Cốc sư huynh nói. Mà Ngạc Long chính là người thủ hộ sườn đồi, không nên bởi vì hắn là yêu tộc mà xem thường hắn ta. Ngạc Long đã mấy trăm tuổi rồi, là yêu tộc dị chúng, sống ở trong lôi trì, sau lại bị lôi hồ thị luyện khí sĩ dẫn tới kiếm môn ta, chịu trách nhiệm bảo vệ sườn đồi này. Sư đệ, phía trước chính là kiếm cốc rồi, mấy vị trưởng lão đang ở trong kiếm tâm điểm chờ ngươi. Trung Nhạc đi vào kiếm cốc, kiếm kêu trận trận, trong kiếm cốc thỉnh thoảng hiện lên từng đạo kiếm quang. Trong lúc mơ hồ có thể thấy trong kiếm quang là các loại hồn binh, có lúc ở giữa không trung va chạm bay nhanh, thỉnh thoảng kiếm quang hóa thành những hình thái khác nhau, có cá lội, phi điểu, tẩu thú, cực kỳ cổ quái. Kiếm cốc là nơi chư vị trưởng lão phong tồn hồn binh. Hồn binh ở nơi này là các triều đại trưởng lão của kiếm môn ta lưu lại. Có trưởng lão đã mất trăm ngàn năm, những hồn binh này vẫn còn sống ở trong sân cốc này. Cốc sư huynh cảm khái nói. Thập hung binh cũng phong tồn ở chỗ này. Trong ngày thường, những đệ tử nội môn chúng ta căn bản không thể tiến vào kiếm cốc được. May mắn các trưởng lão muốn gặp Trung sư đệ, ta mới có duyên tiến vào được nơi đây.
thập hung binh sao? Trong lòng của Trung Nhạc nghiêm nghị đánh giá mọi nơi nói: Sao? Thập hung binh cũng ở nơi này ư? Đúng vậy, cũng được phong tồn ở trong kiếm tâm điện. Đệ tử nội môn, ngay cả kiếm cốc cũng không thể tiến vào, thì đừng nói là đi đến kiếm tâm điện kiến thức thập hung binh. Sư đệ à, lần này mong trưởng lão triệu kiến ngươi, lại ở trong kiếm tâm điện, không biết là ước ao của bao nhiêu người đây. Tốc sư huynh dẫn hắn đi tới ngoài kiếm tâm điện, khom người nói: Ngùi trưởng lão đã dẫn Trung Sơn Thị Trung Nhạc tới rồi. Môn hộ của kiếm tâm điện kẽo kẹt mở ra, tựa hồ có vô số kiếm khí từ trong điện phun dũng, để cho hai người ngoài cửa không khỏi giật mình, dùng mình mấy cái, hồn phách tựa hồ bị đâm thủng. Để cho hắn vào đi. Bên trong chuyển tới một thanh âm già nua, Cốc sư huynh thấp giọng nói: Trung sư đệ, ngu trưởng lão chính là kiếm môn đại trưởng lão, sau khi ngươi đi vào không nên mất lễ số, sư huynh ta không thể cùng ngươi tiến vào được. Trung Nhạc tạ ơn, cất bước đi vào kiếm tâm điện. Hắn mới vừa đi vào đại điện, liền thấy một bên đứng vững một tòa điện thờ cao 5 trượng, rộng 8 trượng. Trên điện thờ thờ phụng một hồn binh. Hồn binh kia dài đến mấy trượng, tà tà cắm ở trên bàn thờ, phảng phất như một thanh kiếm, lại như là một cái cưa. Hai bên mũi kiếm cũng là răng cưa, thân kiếm đỏ sậm, lại còn có vết máu. Đây là huyết diêu kiếm, đứng thứ 9 trong thập hung binh. Lôi hổ thị, lôi phóng hồn binh, uống máu quá nhiều, kiếm đã thông linh, phệ chủ không tốt đâu. Đến nay đã có 10 vị kiếm chủ bị cắn trả rồi. Trong lòng Trung Nhạc thất kinh, cảm nhận được huyết diêu kiếm này truyền đến từng đợt ma tính. Tựa hồ trong kiếm ở một ma đầu đang kêu gọi người đi tế luyện nó, kêu gọi người đi sát sinh để cho nó uống máu. Đây là ma hạp, đứng thứ 10 trong thập hung binh. Trung Nhạc thấy một bên khác còn có điện thờ, phía trên thờ phụng một kiếm hạp cao hơn người, dưới đáy kiếm hạp còn có máu tươi chảy ra, cực kỳ yêu dị. Điền phong thí, điền đa tứ, hồn binh, bên trong giấu 130 thanh hồn binh, phệ hồn kiếm, mỏng như cánh ve, hồn binh phệ hồn, không tốt, phệ chủ 8 người. Trung Nhạc nhìn đến đây, trong lòng cũng ngẩn ra, hồn binh này cũng phệ chủ sao? Hắn đi về hướng tiền phương, lại thấy một điện thờ, trên điện thờ nổi lơ lửng hơn 60 kiếm kén, trong lòng không khỏi chấn động. Là kiếm kén sao? Đây là kiếm kén, đứng thứ 8 trong thập hung binh, thủy đồ thị, thủy tử an hồn binh, 64 thanh hồn binh, uống máu quá nhiều, có dấu hiệu phệ chủ cho nên đã phong ấn lại. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, thấp giọng nói: Hồn binh hung như vậy lại chỉ có thể đứng ở hàng thứ 8, hồn binh phía trước nó chẳng phải càng lợi hại hơn sao? Nếu ngươi cho rằng hồn binh phía trước mạnh hơn kiếm kén, như vậy ngươi liền sai rồi. Một lão giả tóc trắng xóa, không biết từ chỗ nào đi đến, cất bước đi tới bên cạnh Trung Nhạc, mi trắng, râu bạc trắng, thản nhiên nói: Sở dĩ kiếm kén, kiếm tí đứng hạng thứ 8, không phải vì nó không lợi hại bằng bảy hồn binh còn lại, ngược lại, nó vô cùng lợi hại, thậm chí vượt qua mấy hồn binh gần kề, chỉ là bởi vì kiếm kén chưa hoàn toàn thông linh, vì vậy danh tiếng kém vài phần. Trung Sơn Thị Trung Nhạc bái kiến đại trưởng lão. Trung Nhạc không người thi lễ, đúng mực nói: Lão giả tóc trắng này chính là Ngu Thị đại trưởng lão, giơ tay lên nói: Đứng lên đi, kiếm kén kiếm ti lợi hại như thế, cho nên ta mới ở chỗ này gặp ngươi, gặp một đệ tử chưa thành tựu luyện khí sĩ, vì sao có thể ở dưới kiếm kén công kích chạy thoát được, thậm chí suýt nữa chém đầu đối thủ. Câu nói sau cùng của hắn giọng tăng lên, nhất là câu chém đầu đối thủ, từng chữ cực kỳ khí phách. Ở trong kiếm tâm điện quanh quẩn, kích khởi từng thanh hung binh cộng minh. Trong kiếm tâm điện, hung binh chấn động, sát khí dày đặc, giống như binh đao, để cho nhiệt độ của kiếm tâm điện cấp tốc giảm xuống. Mà có nhiều chỗ nhiệt độ lại đang cấp tốc bay lên, còn có địa phương tràn ngập huyết sắc rất là quỷ dị. Trung Nhạc đối mặt với thời khắc sinh tử cũng không có nửa phần e sợ. Giờ phút này thập hung binh trong kiếm tâm điện chẳng qua là chấn động mà thôi, cũng không gì hơn cái này, tự nhiên sẽ không để cho hắn có nửa phần khiếp đảm.
đại trưởng lão có nhìn ra hay không? Ánh mắt của đại trưởng lão rơi vào trên người của hắn, nhìn đại Nam Hải kia, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần tán thành, lắc đầu nói: còn chưa nhìn ra, bất quá người đối diện với mấy thanh hùng binh kia có thể mặt không đổi sắc, gan dạ sáng suốt, đúng là hơn người một bậc. Nếu đổi lại là những người khác đối diện với mấy hùng binh này, cho dù là luyện khí sĩ, có thể bình tĩnh như ngươi cũng không nhiều đâu. Đối mặt với hùng binh mà không sợ, đây có lẽ là một nguyên nhân mà ngươi ở dưới kiếm kén công kích mà còn sống. Sát khí của thập hùng binh là nặng bậc nào đây? Có ít người, cho dù là luyện khí sĩ, đối mặt thập hùng binh tản mát ra hung khí, sát khí cùng huyết khí chấn trụ, còn chưa động thủ, đảm liền rét lạnh. Ngay cả dũng khí động tay, động chân cũng không có, chỉ có thể bị đổ sát. Mà Trung Nhạc có lá gan này, nói rõ hắn gan dạ sáng suốt hơn người, không sợ hung khí, sát khí cùng huyết khí của hung binh. Lúc đối mặt với kiếm kén sẽ không bó tay bó chân, thực lực của mình sẽ được phát huy 10 thành. Đại trưởng lão cất bước đi thẳng về phía trước, Trung Nhạc rơi ở phía sau một bước đi theo hắn, lại thấy một điện thờ. Hung binh trên điện thờ tên là Phi Yến, là một vị nữ trưởng lão của kiếm môn lưu lại, đến từ Ngu Thị. Hung binh ở điện thờ đối diện tên là Vân Kiếm, đến từ Đào Lâm Thị, là nữ trưởng lão của Đào Lâm Thị lưu lại. Hai vị trưởng lão này đã qua đời, chết cách đây mấy ngàn năm, hơn nữa còn là chết ở dưới hồn binh của mình, bị Phi Yến cùng Vân Kiếm chém giết hồn phách. Trừ hai vị trưởng lão này ra, sau đó hai hồn binh có thêm mấy vị chủ nhân, nhưng cũng không sống được bao lâu, liền bị hai thanh hung binh này cắn trả, chết oan chết uổng. Đại trưởng lão, ta có một thắc mắc, hung binh thông linh, vì sao những hung binh này lại chém hồn phách của chủ nhân chúng như vậy? Trong lòng Trung Nhạc buồn bực hỏi. Thập hung binh đến từ 10 đại thị tộc, trong đó lạc ấn chính là công pháp, là đồ đăng của 10 đại thị tộc, có thể nói là công pháp cao nhất trong 10 đại thị tộc của đại hoang ta. Bỗng lại có một vị trưởng lão đi tới, thanh âm ù ù chấn động nói: hồn binh phệ chú thật ra là kiếm tâm phệ chú, kiếm tâm là tâm của luyện khí sĩ, cũng là tâm của hồn binh sát sinh cũng là luyện khí sĩ sát sinh. Kiếm tâm của luyện khí sĩ sinh ra ma đầu cũng sẽ ô nhiễm kiếm tâm của hồn binh. Những trưởng lão này thật ra không phải thua ở trong tay hồn binh của bọn họ, bị hồn binh thí sát, mà là bại trước tâm ma của chính mình, bản thân giết bản thân. Thân hình của hắn khôi ngô vượt xa thường nhân, thanh âm như sấm. Lúc đi lại, không khí cũng mang theo điện quang, sấm sét vang dội. Hắn là trưởng lão xuất thân từ Lôi Hồ Thị. Lôi Hồ Thị trưởng lão uy phong lẫm lẫm, râu quai nón rậm rạp, đứng ở bên cạnh điện thờ Lôi Hồ Thị hùng binh huyết diêu kiếm. Ánh mắt rơi vào trên người Trung Nhạc, tiếp tục nói: Thủy Tử An, Thủy trưởng lão chủ động bỏ qua kiếm kén là chiến thắng tâm ba của mình, cho nên thực lực của hắn cao tuyệt, là một trong mấy người thành tựu cao nhất của kiếm môn ta. Trung Sơn Thị, ngươi có thể tránh thoát thông binh của hắn ta, trong công pháp lại dẫn phương pháp lôi đình tôi hồn của Lôi Hồi Thị ta, bộ dạng của ngươi khả nghi vô cùng. Khí thế của hắn giống như một pho tượng đứng ở trong thiên lôi, khí tức bắn tới Trung Nhạc, hai tròng mắt như điện, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn. Trung Nhạc thi lễ nói: Trung Sơn Thị Trung Nhạc gặp qua Lôi trưởng lão, Lôi trưởng lão nhìn ra điều gì chưa? Không có nhìn ra. Lôi Hồ Thị trưởng lão cười ha ha nói: Mặc dù không biết ngươi đã từ ai học được phương pháp tôi hồn của Lôi Hồ Thị ta, thì nhưng mà công pháp Lôi Hồ Thị ta sẽ không yếu hơn Thủy Đồ Thị, ngươi có thể ở dưới kiếm kén sống sót kia là chuyện đương nhiên. Nếu ngươi bị kiếm kén giết chết đi, chẳng phải là nói công pháp của Lôi Hồ Thị ta yếu hơn công pháp của Thủy Đồ Thị hay sao? Bất quá, thanh âm của hắn chuyển sang lạnh lẽo, điểm nhiên nói: Ngươi từ nơi nào có được công pháp của Lôi Hồ Thị ta vậy? Trừ công pháp của Lôi Hồ Thị, ngươi còn tu luyện pháp môn quỷ dị dùng ở thời khắc sinh tử. Ngu Thị đại trưởng lão đứng ở bên cạnh điện thờ Ngu Thị hung binh Phi Yến kiếm, không nhanh không chậm nói: Dùng thời khắc sinh tử tu luyện, dù tu vi tiến cảnh thần tốc, nhưng nguy hiểm vô cùng, tỷ lệ tử vong cao đến đáng sợ. Trong kiếm môn ta
chỉ có môn chú từng dùng công pháp này tu luyện, hơn nữa thành công sống sót rất thấp. Ta nghe Phi Yến nói, ngươi dùng thời khắc sinh tử tu luyện, đến nay vẫn chưa chết đi, tu luyện phương pháp như vậy là ai truyền thụ cho ngươi? Hắn vừa dứt lời, trong kiếm tâm điện lại xuất hiện thêm một vị trưởng lão, chắp hai tay sau lưng cất bước đi tới, thản nhiên nói: Ngươi cùng nữ đệ tử của Thủy Độ Thị ta tranh đấu với nhau, vận dụng một loại phương pháp quan tưởng rất kỳ lạ, chính là Long Tướng. Hơn nữa ngươi lại đi qua Thú Thần Lĩnh. Thú Thần Lĩnh mai táng hơn ngàn tinh nhuệ của yêu tộc, là Thú Thần chi mộ. Thú Thần nguyên hình chính là một Long Tướng. Trung Sơn Thị, sau khi ngươi từ Thú Thần Lĩnh trở về, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tinh thần lực đã làm được hóa hư thành thật, tu vi tinh thần lực dẫn đầu đạt tới luyện khí sĩ. Khí thế của hắn giống như núi cao, ép tới không khí trong kiếm tâm điện cũng trầm trọng vô cùng, đi tới dưới bàn thờ hung binh của Nam Lộc Thị. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, thi lễ nói: Trung Sơn Thị Trung Nhạc bái kiến Nam trưởng lão. Vị trưởng lão kia xuất thân từ Nam Lộc Thị cười nói: Thú vị hơn là ngươi ở trong tranh đấu có khuynh hướng người hóa Long Tướng. Thú thần là Long Tướng, ngươi cũng quan tưởng Long Tướng, nơi này có chút đáng giá lưu ý rồi. Vậy Nam trưởng lão nhìn ra được điều gì chưa? Trung Nhạc lên tiếng hỏi. Nam Lộc Thị trưởng lão lắc đầu nói: Không có, Long Tướng là thủy thú thần chúng, tinh thần lực của ngươi thực hóa Long Tướng, tu thành Long Tướng kiếm khí, có thể ở trong kiếm kén công kích không chết đi, đích xác là có thể. Mặc dù có thể có, thế nhưng tu vi của ngươi tiến cảnh quá khả nghi. Trong kiếm tâm điện lại xuất hiện một nữ trưởng lão, mặt như hoa đào, kim mi đai lưng, mang theo một cỗ vân khí mờ ảo, cười dài nói: Ngươi ở ngoại môn tu luyện hơn 5 năm, biểu hiện rất bình thường, tiến vào thượng viện còn chưa tới nửa năm, liền giống như đổi một người khác vậy, đột nhiên tăng mạnh, đánh bại đệ tử trọng yếu của 10 đại thị tộc. Tiến cảnh này đổi thành một trời sinh linh thể còn không sai biệt, nhưng ngươi không phải linh thể, ngươi giải thích như thế nào đây? Trung Sơn Thị Trung Nhạc bái kiến Đào trưởng lão. Trung Nhạc suy nghĩ một chút nói: Ta đã thông suốt rồi. Nữ trưởng lão Đào Lâm Thị đi tới bên điện thờ hung binh của Đào Lâm Thị, bật cười nói: So sánh với cái giải thích này, ta càng tin tưởng có một nhân vật 10 phần đáng sợ ở sau lưng chỉ điểm cho ngươi, hoặc là nhân vật 10 phần đáng sợ kia đã chiếm cứ thân thể của ngươi. Trung Sơn Thị đã không phải là Trung Sơn Thị mà biến thành một người khác rồi, hoặc là không phải là người mà là ma hoặc là thần. Thú vị hơn là người đã từng đi qua ma khư của kiếm môn ta, ma khư bạo động, hơn ngàn đệ tử thượng viện chết ở nơi đó. Bỗng lại có một vị trưởng lão xuất hiện, giống như vương giả, hẳn là đến từ Quân Sơn Thị, đi tới bên cạnh điện thờ hung binh của Quân Sơn Thị, hờ hững nói: Duy chỉ có ngươi mang theo một nhóm người sống sót, mà ma khư bạo động, trong ma khư xuất hiện luyện ký sĩ ma tộc, trong ma khư sinh ra ma linh, những luyện ký sĩ ma tộc này chuẩn bị tỉnh lại lão tổ tông của bọn chúng, thiên tượng lão mẫu. Thế nhưng thiên tượng lão mẫu tỉnh lại liền cháy, trưởng lão chúng ta tìm kiếm thiên tượng lão mẫu vẫn không có tìm được, mà lúc này ngươi mang theo mười mấy người đi ra khỏi ma khư, cho nên người sau lưng ngươi rốt cuộc là thú thần hay là thiên tượng đây? Thủy Tử An, thủy trưởng lão cũng xuất hiện ở trong kiếm tâm điện, đi tới điện thờ kiếm kén, ánh mắt rơi vào trên người Trung Nhạc, mỉm cười nói: Hoặc là nói người chính là thú thần, hoặc chính là thiên tượng lão mẫu đây. Trung Sơn Thị, cho chúng ta một cái chứng cớ chứng minh sở học của ngươi không phải đến từ bọn họ. Lại có một trưởng lão của Lê Sơn Thị, Điền Phong Thị cùng Khâu Đàn Thị đi tới, riêng phần mình đi tới điện thờ gia tộc, chỉ còn lại có điện thờ hung binh đứng đầu. Trung Nhạc khẽ co mày, trong thức hải Tân Hỏa cũng nhíu mày, thầm nói: Những lão tiểu tử này rất quỷ quái à, muốn giết ra khỏi kiếm tâm điện sẽ không dễ dàng như vậy. Trong điện có thập hung binh, 9 trưởng lão mỗi người đều đứng ở dưới thập hung binh, chỉ cần người hơi có dị động, những lão tiểu tử này sẽ thúc giục thập hung binh đem người chém thành thịt vốn. Trung Nhạc cũng đã nhìn ra 9 vị trưởng lão này đối với hắn nổi lên lòng nghi ngờ, hoài nghi hắn đã bị thiên tượng lão mẫu hoặc thú thần ký sinh, cho nên lựa chọn ở trong kiếm tâm điện gặp hắn.
Nếu như hắn không phải thú thần hay thiên tượng lão mẫu thì thôi, nếu như phải, vậy thì khẳng định chỉ có Tử Lộ. Nếu bị bọn họ phát hiện, trong thức hải của ta có tân hóa, chỉ sợ cũng là một Tử Lộ rồi. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, hít vào một hơi thật dài nói: Vì sao chư vị trưởng lão hoài nghi ta mà không nghi ngờ Thủy Đồ Thí, Thủy Thanh Niên vậy? Thủy Tử An trưởng lão tức cười, cười nói: Thủy Thanh Niên là tự mình ta dạy, có thành tựu bậc này là đương nhiên rồi. Kiếm kén cũng là ta đích thân giao cho nàng. Nàng có cái gì mà đáng hoài nghi đây? Người sẽ không phải muốn nói nàng là thiên tượng lão mẫu đấy chứ? Sắc mặt của Trung Nhạc hơi trầm xuống, Tân Hỏa liền an ủi: Không cần lo lắng đâu, nhưng lão tiểu tử này chỉ có 9 người, 9 thanh hung binh, còn có hung binh thứ 10, không có ai hiến tế. Uy lực thanh hung binh kia muốn vượt xa 9 thanh này, là hung binh mạnh nhất trong kiếm tâm điện. Đợi cùng những lão tiểu tử kia đàm phán không thành, ta mượn thân thể của ngươi thúc giục hung binh kia tàn sát trên lão tiểu tử này không còn một mảnh, sau đó làm cho nổ tung ma hồn dưới đất kia, ta và ngươi phiêu bạt chân trời. Không được, mất đi kiếm môn bảo vệ, nhân tộc đại hoang ta sẽ biến thành lương thực của yêu tộc mất thôi. Trung Nhạc suy nghĩ một chút nói: Chư vị trưởng lão, ta nên chứng minh mình không phải là thú thần hay thiên tượng lão mẫu như thế nào đây? Chín vị trưởng lão có quyền thế nhất thời cũng cau mày trầm ngâm bất quyết. Thủy Tử An ho khan một tiếng nói: Thú thần cùng thiên tượng lão mẫu liên quan trọng đại, thà rằng giết sai một người không thể bỏ qua cho một người được. Không ổn. Đào Lâm Thị nữ trưởng lão lắc đầu nói: Nếu như hắn không phải thiên tướng hay thú thần, chẳng phải là để cho kiếm môn ta thiếu một nhân tài hay sao? Là một nhân tài trọng yếu hay là thiên tướng cùng thú thần uy hiếp lớn hơn nữa đây? Thủy Tử An cười nói: Chư vị sư huynh có biện pháp gì tốt hơn không, cũng có thể nói ra đi. Mấy vị trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau. Ngu Thị đại trưởng lão ho khan một tiếng nói: Trung Sơn Thị, mở thức hải của mình ra, chúng ta muốn kiểm tra thức hải cùng hồn phách của ngươi một chút xem nào. Lôi Hồ Thị trưởng lão gật đầu nói: Đây cũng là một biện pháp, bất quá kiểm tra thức hải của hắn phải dùng linh hồn của mình tiến vào trong thức hải hắn. Nếu như hắn thật sự là thiên tượng lão mẫu hoặc là thú thần, chỉ sợ linh hồn của chúng ta căn bản không cách nào phản kháng sẽ bị hắn ăn. Ai tới mạo hiểm như vậy đây? Ngu Thị đại trưởng lão cất bước đi tới Trung Nhạc nói: Ta tới mạo hiểm. Trung Sơn Thí, mở thức hải của ngươi ra. Chư vị sư đệ, các ngươi khởi động hung binh, nếu ta chết đi lập tức chu diệt. Trong lòng Trung Nhạc căng thẳng, Tân Hỏa đằng đằng sát khí nói: Để cho hắn kiểm tra, Ngu Thị này tu vi mạnh nhất rồi, ta nhân cơ hội tiêu diệt linh hồn của lão tiểu tử này, chúng ta xông ra càng thêm dễ dàng hơn. Bước chân của Ngu Thị đại trưởng lão dần dần đến gần, nội tâm của Trung Nhạc càng ngày càng chìm xuống. Tân Hóa, chẳng lẽ ngươi không thể trốn đi, không để cho đại trưởng lão phát hiện được sao? Bản thân ta có thể núp đi được, lão tiểu tử đó muốn phát hiện cũng không được, thì những thú thần nội đan trong thức hải của ngươi trốn không được đâu. Tân Hỏa cười lạnh nói: Nhạc tiểu tử, trước không nói lực hấp dẫn của thú thần nội đan to lớn bậc nào, khó bảo toàn bọn người kia sẽ không động tâm. Cho dù lão tiểu tử đó không động tâm, cũng có hoài nghi trong thú thần nội đan ẩn giấu thú thần linh. Nếu như muốn chứng minh bên trong không có linh, chỉ có đào nội đan thú thần từ trong thức hải của ngươi ra, đánh nát nội đan này mà nghiệm chứng thôi. Bảo bối bậc này nếu như tổn hại, đi đâu tìm viên thứ hai đây? Còn nữa, tin tức người có thú thần nội đan mà truyền đi, người nhất định phải chết thôi. Trong lòng Trung Nhạc ngẩn ra, lời này của Tân Hỏa cũng không có bất kỳ khoa trương gì. Nếu tin tức hắn nhận được thú thần nội đan truyền ra, đúng là chết chắc. Yêu tộc hãm không thành, hai đại đảo chủ xuất lĩnh tinh nhuệ của yêu tộc đi thú thần lĩnh, kết quả bị chết không còn một mống. Thậm chí, ngay cả đồ đằng của hai đại yêu đảo cũng chết ở trong phong ấn. Hai đại đảo chủ trọng thương bị đám người phương kiếm khác đuổi giết mấy vạn dặm. Nếu như tin tức thú thần nội đan rơi vào trong tay của Trung Nhạc truyền đi, yêu tộc cự phách tức giận, hắn cách Tử Kỳ cũng không xa, hơn nữa còn là chết chắc, kiếm môn không bảo hộ được hắn. Từ chuyện kiếm môn nhượng ra thú thần lĩnh đến xem, Trung Nhạc không nghi ngờ chút nào. Sau khi tin tức để lộ, cao tầng kiếm môn
sẽ bán hắn cho yêu tộc để đổi lấy vài thứ. Chỉ có con đường giết ra kiếm môn mới có thể đi rồi. Hắn nhìn Ngưu Thị đại trưởng lão, trong lòng ảm nhiên nói: Ngươi yên tâm, cho dù nhân tộc chỉ còn lại có một mình ngươi, ngươi cũng có thể cướp lấy mỹ nữ của chủng tộc khác mà, sau đó sinh ra một chủng tộc mới. Tân Hỏa an ủi nói: Chuyện này ta lành nghề, ta đã được chỉ điểm rất nhiều người thừa kế như thế nào cướp bóc mỹ nữ của các tộc rồi, đầy đàn đầy sau. Tân Hỏa, giết ra khỏi kiếm môn có thể, thế nhưng mà không nên nổ tung ma hồn. Trong lòng Trung Nhạc một mảnh ảm đạm, thấp giọng nói: Ta không muốn trở thành tội nhân của nhân tộc. Được rồi. Tân Hỏa đằng đằng sát khí nói: Bất quá tất cả mọi người bên trong kiếm tâm điện này mà phải chết đi, nếu không chúng ta trốn không thoát tòa kiếm tâm điện này. Chẳng lẽ ta nhất định phải thành phản đồ của cả đại hoang hay sao? Trung Nhạc cảm thấy trái tim như bị núi lớn đè nén, có chút không cách nào thở dốc được. Nếu như kiếm môn cửu đại trưởng lão táng thân ở nơi này, hắn tất nhiên sẽ bị kiếm môn đuổi giết, trở thành phản đồ của kiếm môn, có lẽ vĩnh viễn không thể trở về đại hoang. Ngưu Thị đại trưởng lão rốt cục cũng đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nói: Trung Sơn Thí, mở thức hải của ngươi ra. Trung Nhạc gật đầu mở thức hải của mình, hờ hững nói: Đại trưởng lão, mời. Ngưu Thị đại trưởng lão di động linh hồn của mình, linh thức cùng hồn phách kết hợp hóa thành Ngư Long Nguyên Thần, rung đuổi đắc ý, liền muốn bơi vào trong thức hải của Trung Nhạc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm giả nua chấn động chuyển vào trong kiếm tâm điện, cười nói: Mấy vị trưởng lão khoan, Trung Sơn Thí vô cùng trong sạch, không cần tra xét nữa đâu. Hồn phách của Ngưu Thị đại trưởng lão dừng lại, tám vị trưởng lão khác trong kiếm tâm điện cau mày nhìn lại cửa điện. Chỉ thấy cửa điện mở ra, một vị lão giả bước nhanh đi vào trong điện, thở gấp cười nói: Trung Sơn Thí trong sạch đến không thể trong sạch, mấy vị trưởng lão không cần tra xét đâu. Bổ lão tiên sinh sao? Trong lòng Trung Nhạc ngẩn ra, chỉ thấy lão giả xông vào kiếm tâm điện chính là lão sư của đám người Đỉnh Lam Nguyệt, bổ lão tiên sinh. Lão tiên sinh thở hồng hộc, hiển nhiên trải qua một trận, lên đường nhanh chóng. Ngay cả chính ta cũng cảm giác mình rất đáng nghi, vì sao bổ lão tiên sinh nói ta vô cùng trong sạch như vậy? Trong lòng Trung Nhạc buồn bực: Vì sao bổ lão đệ lại nói như vậy? Thủy Tử An cau mày nói: Trên người Trung Sơn Thị này có chứa nhiều điểm nghi điểm, không kiểm tra tường tận, tương lai tất trở thành đại họa cho kiếm môn ta, khi đó hối hận thì đã muộn rồi. Lôi Hồi Thị trưởng lão lạnh lùng nói: Chính xác, ma khứ, thú thần lĩnh, hiểm nghi nào hắn đều không thể rửa sạch được. Nếu như muốn chứng minh hắn trong sạch, phải lấy ra chứng cứ để cho chúng ta tin phục kìa. Bồ lão tiên sinh vội vàng nhìn về phía Trung Nhạc, dậm chân nói: Lo lắng làm cái gì, còn không nhanh đưa chứng cứ ra đi. Trung Nhạc ngỡ ngàng nói: Bổ lão, chứng cứ gì? Bổ lão tiên sinh tức giận nói: Chính là mảnh kiếm bài trên người của ngươi, cái mà tiểu nha đầu Khâu Đàn Thí đưa cho ngươi kìa. Ngươi sớm lấy ra một chút đi, liền không có chuyện bây giờ rồi. Nhanh nhấy ra một chút đi, để cho chư vị trưởng lão xem xét đi. Sao? Khâu Cấm Nhi sư muội cho ta cái kiếm bài kia sao? Trung Nhạc càng thêm kinh ngạc, Khâu Cấm Nhi cho hắn kiếm bài kia, chuyện này chỉ có hắn cùng Khâu Cấm Nhi biết được. Bổ lão tiên sinh là làm thế nào biết được chuyện này? Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức lấy kiếm bài ra. Bổ lão tiên sinh vội vàng đoạt lấy, đưa đến trong tay Ngưu Thị đại trưởng lão, cười nói: Đây chính là chứng cứ. Có kiếm bài này, hết thảy gặp gỡ không thể tưởng tượng nổi của hắn đều có thể giải thích được. Ngưu Thị đại trưởng lão nửa tin nửa ngờ, tinh tế đánh giá kiếm bài, đột nhiên trong lòng nghiêm nghị, giao kiếm bài cho Lôi Hồi Thị trưởng lão nói: Kiếm bài này tích chứa kiếm ý. Lôi Hồi Thị trưởng lão tinh tế đánh giá kiếm bài, sắc mặt kịch biến, đưa kiếm bài cho Đào Lâm Thị trưởng lão nói: Rất giống. Đào Lâm Thị cũng thay đổi sắc mặt, đưa kiếm bài đến trong tay vị trưởng lão khác nói: Xác thực, không thể nghi ngờ. Từng vị trưởng lão truyền đọc kiếm bài, sắc mặt đều kịch biến, rối rít gật đầu nói: Nếu có kiếm bài này mà nói, đúng là có thể giải thích vì sao hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh.
cũng giải thích vì sao hắn có thể từ trong ma khư cùng thú thần lĩnh còn sống mà trở về. Thì ra là như vậy. Thủy Tử An trưởng lão đánh giá kiếm bài, trả kiếm bài lại cho bổ lão tiên sinh, giờ khóc giờ cười nói: Bổ lão đệ, vì sao không bảo hắn lấy ra sớm một chút đi? Làm hại ta còn đề nghị thà giết lầm còn hơn bỏ sót như vậy. Bất quá vì sao kiếm bài này lại đưa tới nhanh như vậy? Có chút lỗ mãng cùng kinh suất hay không đấy? Trung Nhạc không khỏi kinh ngạc, hồn nhiên không biết kiếm bài này có khả năng gì, lại để cho những trưởng lão kia trong lúc bất chợt đổi một bộ sắc mặt. Kiếm bài này là Cấm Nhi sư muội tặng cho ta, để ta học tập canh kim kiếm khí ở phía trên. Cấm Nhi sư muội rõ ràng nói canh kim kiếm khí mỗi người một phần, cơ hồ tất cả luyện khí sĩ đều tu luyện môn công pháp này mà. Bổ lão tiên sinh cười ha hà nói: Hắn cũng là trong lúc vô tình nhận được kiếm bài này mà thôi, lại không biết lai lịch kiếm bài này, mà chủ nhân kiếm bài lại biết kiếm bài rơi vào trong tay hắn ta, lại biết các ngươi đang tra hỏi, cho nên vội vàng bảo ta tới đây, tránh cho các ngươi không biết chân tướng giết hắn. Ngô thị đại trưởng lão thu hồi linh hồn cười ha ha nói: Chúc mừng, chúc mừng, kiếm môn ta lại có một nhân tài. Trung Sơn Thị, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử nội môn của kiếm môn ta. Đây là yêu bài của ngươi, mau ngươi về thượng viện thu dọn đồ đạc sớm một chút đi, rồi tới nội môn báo cáo nào. Trung Nhạc thu yêu bài, trong lòng một mảnh ngỡ ngàng. Lôi Hồ thị trưởng lão tiến lên, nặng nề vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười hăng hắc nói: Hey, mới vừa rồi còn bị mấy người chúng ta hù dọa cho phải không? Nếu bị hù dọa đi tiểu cũng đừng có thẹn thùng. Năm đó lão tử đã từng bị người hù dọa đi tiểu qua một lần rồi đấy. Kiếm bài ngươi nên cất kỹ đi, loại đồ này vô cùng chân quý, còn là lần đầu truyền thụ cho người khác à? Ngàn vạn lần không thể để mất đi. Thật kỳ quái, lão gia này làm sao sẽ đưa kiếm bài ra? Nếu bị người khác biết được, không biết sẽ ngắm nghía bao nhiêu đấy. Sao, lão gia này là ai vậy? Trung Nhạc hết sức ngạc nhiên. Bộ dạng của Cấm Nhi sư muội tuổi giống như cũng không lớn, làm sao lại gọi là lão gia? Mà đúng rồi, bọn họ nói không phải là Cấm Nhi sư muội, mà là người giao kiếm bài cho Cấm Nhi sư muội kia. Người kia là ai đây? Bổ lão tiên sinh nhét kiếm bài vào trong tay của hắn cười nói: Ngươi không nên trách chư vị trưởng lão. Chư vị trưởng lão nghiêm tra ngươi là vì không biết ngươi chiếm được kiếm bài này. Bọn họ cũng là vì kiếm môn ta suy nghĩ thôi. Thượng viện không phải là chỗ của ngươi ở, trở về dọn dẹp một chút đi rồi đến nội môn đi. Chờ ngươi an trí xong là có thể đi linh không điện, nhận được truyền thừa mạnh nhất của kiếm môn, trở thành luyện khí sĩ rồi. Trung Nhạc càng ngỡ ngàng, cất kiếm bài đi nói: Bổ lão, chủ nhân kiếm bài này là ai vậy? Bổ lão tiên sinh lắc đầu nói: Người ta không nói, ta cũng không dám nhiều lời. Ngươi chỉ cần biết rằng kiếm bài này không phải chuyện đùa, cái kia là được rồi. Trung Nhạc đi ra khỏi kiếm tâm điểm, trong lòng càng ngày càng buồn bực. Kiếm bài này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Vì sao chín vị trưởng lão nhìn thấy nó lại sợ hết hồn như vậy? Cấm Nhi sư muội cho ta đồ vật quý trọng như vậy, để ta bình an vượt qua kiếp nạn lần này, không biết hôm nay nàng ở nơi nào rồi. Vật chân quý như thế này vẫn là sớm một chút trả lại cho nàng. Trong kiếm tâm điện, không khí đột nhiên trở nên có mấy phần quỷ dị. Sau một lúc lâu, Ngu trưởng lão chậm rãi lắc đầu nói: Nguyên lai là truyền nhân của môn chủ. Nói như vậy, Trung Sơn thị này ở ma khứ thú thần lĩnh cùng trong quyết đấu biểu hiện đều có thể giải thích được. Đại tự tại kiếm khí của môn chủ đúng là có thể làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Lôi trưởng lão gật đầu nói: Pháp môn lôi đỉnh tôi hồn của Lôi Hồ thị ta cũng nhất định là môn chủ truyền thụ cho hắn rồi. Đào Lâm thị nữ trưởng lão cười nói: Hắn còn luyện thành Long Tương kiếm khí, đối với người tu luyện đại tự tại kiếm khí mà nói cũng không tính là chuyện tình kỳ lạ. Chẳng qua môn chủ nhanh như vậy liền truyền thụ đại tự tại kiếm khí ra ngoài, chẳng lẽ tư chất của Trung Sơn thị này còn hơn Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm Các loại trẻ sinh linh thể kia sao? Nam Lộc thị trưởng lão nghi ngờ nói: Bổ lão, Trung Sơn thị là người bình thường hay sao? Thủy Tử An cũng buồn bực nói: Tại sao môn chủ lại chọn hắn làm truyền nhân đây? Người cùng môn chủ quan hệ tâm đầu ý hợp,
hẳn là biết được một chút chứ. Bồ lão tiên sinh cười ha ha, xoay người rời đi nói: Ta chỉ là lão bộc của môn chủ, nào biết tâm tư của môn chủ được. Bất quá cử động lần này của môn chủ nhất định có thâm ý sâu sắc đấy. Mấy vị trưởng lão cũng nhíu mày thật sâu. Môn chủ thật quá khinh thường rồi. Thủy Tử An trưởng lão lắc đầu nói: Phong Vô Ký, Phương Kiếm Các, Lôi Hồng, Quân Tư Tà chính là tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta, rất có thể trở thành môn chủ kế nhiệm. Ngay cả bọn họ cũng không có được đại tự tại kiếm khí này. Môn chủ cứ như vậy truyền cho một đệ tử ngoại môn, chỉ sợ bọn họ sẽ không phục đâu. Mới vừa rồi bổ lão có nói môn chủ nhất định là có thâm ý sâu sắc, các người nói thử xem đến cùng là cái thâm ý gì đây. Mấy vị trưởng lão cao mày khổ tư, thế nhưng thủy chung nghĩ không ra kết quả. Bổ lão rời kiếm tâm điện, lên đỉnh kiếm môn, đi vào trong một hoa viên, hướng lão giả ở bên cạnh ao thả câu, cười nói: Lão bộc đã làm thỏa đáng chuyện này, môn chủ sợ rằng Trung Sơn thị kia thật có chút mờ ám, vì sao môn chủ không để cho các trưởng lão tra xét vậy? Mặc dù Trung Sơn thị có bí mật, nhưng trong kiếm môn ta người nào lại không có bí mật đây. Bất quá hắn không phải thiên tượng lão mẫu, cũng không phải thú thần. Lão giả kia hình dung tiểu tụy, trên mặt tràn ngập tử khí nồng nặc, thản nhiên nói: Đại tự tại kiếm khí này vốn là ta cho tiểu nha đầu Khâu Đàn Thí dùng để chữa bệnh. Kết quả tiểu nha đầu Khâu Đàn Thí không có nhìn ra ảo diệu trong đó, ngược lại bị hắn nhìn ra. Cái này nói rõ hắn cùng ta hữu duyên. Người có biết không, ta mượn kiếm bài cảm ứng được hắn từ trong kiếm bài tìm hiểu ra kiếm khí, kinh ngạc đến cỡ nào không? Sắc mặt tiểu tụy của hắn hiện ra một tia hồng nhuận, ho khan nói: Năm đó sư tôn truyền thụ đại tự tại kiếm khí cho ta, ta dùng 1.5 tháng tìm hiểu mới luyện thành đạo kiếm khí đầu tiên, mà hắn chỉ dùng có 0.5 tháng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.